Đợi bọn họ lúc xuất hiện, người người hơi thở ngất trời, vô cùng cường hãn. Thân độ Uyển Nhi tự nhiên liệu được loại chuyện này, mà lần này, nàng mang tới cũng không chỉ có một thanh kiếm. Còn có thanh kiếm này trên ẩn chứa huyền diệu quy luật. Vậy mấy tên vạn hư thần điện trưởng lão rối rít xông lại, dùng hết riêng mình vũ khí, bọn họ thực lực cũng đã đạt đến trạng thái viên mãn. Thân độ Uyển Nhi hồi kiếm đánh tới, cũng không ngờ trước mặt nhất hai người kia lại là biến đổi dấu tay, đem nàng thế công rút ra đi. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, thân độ Uyển Nhi phản kháng cực kỳ ương ngạnh. Võ uy thiên kiếm vừa ra, kinh người chấn nhiếp, bát phương không thể địch nổi kiếm khí từ trên người nàng bung ra, chấm ngưng tụ. Thân độ Uyển Nhi một lòng ngộ đạo, đoạn này ngày giờ tới nay, hiểu được không thiếu quy luật. Vì vậy ra tay lúc đó, điện thiểm lôi minh, tựa như cả thế giới cũng sẽ là hắn mở đường. Mà lần này, võ uy thiên kiếm cản rỡ tấn công, hoàn toàn thả ra uy năng. Không tốt, thanh kiếm này rất mạnh, bằng vào mượn thân xác lực lượng sợ rằng còn không cách nào cản lại. Vậy hai người trưởng lão vậy ý thức được võ uy thiên kiếm không giống vật thường, bọn họ lập tức triệu hoán ra một tầng linh lực. Thân độ Uyển Nhi thần sắc lạnh như băng, tay nàng ở giữa võ uy thiên kiếm giờ phút này sấm sét lóe lên, dâng trào mãnh liệt, ở trong một cái chớp mắt này đem cả ngọn núi điên nuốt mất. Hai đạo hơi thở, ngang nhiên đụng nhau. Như vậy ngập trời áp lực, cũng là toàn bộ do một cái cô bé khiêng xuống. Mà đang ở võ uy thiên kiếm sắp chém xuống thời điểm, trong hư không, chỉ một cái nhàn nhạt lôi quang xuyên thấu tới. Vậy một đạo lôi quang lặng yên không một tiếng động, nhưng nén liền cực kỳ cường đại lực lượng. Hư không tranh, để cho thân độ Uyển Nhi không thể không nhắc tới 12 phần tinh thần ứng đối. Nàng khua kiếm lúc đó, hình thành một phiến gió thổi không lọt tràng vực, đem bạo động linh lực ngăn cản ở bên ngoài. Do công chuyển thủ, lúc này thần trong lòng niệm cùng kiếm trong tay hòa làm một thể, trình độ cao nhất thống nhất. Võ uy thiên kiếm, kinh thiên tan biến chém. Cho đến lúc này, thân độ Uyển Nhi trên mình ngưng tụ nói, mới hoàn toàn hiện ra. Nàng đứng ở tại chỗ, nhưng xem du ngoạn chín tầng trời, cường đại khí vận hóa thành lưu quang, giống như cá chép vậy cậy thế trên người. Đây là thuộc về duy nhất cường giả nói, mênh mông bao la, làm người ta khó mà đoán. Có thể nói ngộ được đạo này, tương lai chư thiên vạn giới cường giả đỉnh phong bên trong, nhất định sẽ có thân độ Uyển Nhi cái này một tiệc đãi ngộ. Vậy mấy tên xuất thủ trưởng lão, vậy ý thức được chuyện nghiêm trọng, không dám hết lấy xem nhẹ. Vạn khư thần quyết. Vậy hai người trưởng lão một trước một sau, phân biệt tóe ra chân chính thực lực. Bọn họ giống như qua lại ở kinh thiên uy áp ở giữa cuồng bạo chiến sĩ, mở hết hỏa lực, anh dũng về phía trước. Cho dù là thân độ Uyển Nhi vận dụng võ uy thiên kiếm lực lượng, vậy lộ vẻ được vô cùng là cố hết sức. Bất quá thân độ Uyển Nhi cũng không như vậy dễ dàng nhận thua, nương thân còn ở phía dưới chờ trước nàng đây. Ngay sau đó, thân độ Uyển Nhi đầu đầy tóc đen bay lượn, giống như địa ngục bên trong đi ra tu la, hai con người vậy toát ra u hắc ngọn lửa. Võ uy thiên kiếm thế, ở trong một cái chớp mắt này ngưng tụ đến trình độ cao nhất, tựa như thông suốt thiên địa, bốn phía sự vật, làm ngừng. Vậy hai người vạn khư thần điện trưởng lão, như con diều đứt dây vậy bay ra ngoài, bọn họ tu vi lại như thế nào thâm hậu, vậy không địch lại thiên đạo như vậy bắn ngược. Cái này võ uy thiên kiếm, quả nhiên có nghịch thiên có thể. Hai người vạn khư thần điện trưởng lão không khỏi thán phục, lại cũng không có phân nửa hốt hoảng. Cũng chính là vào lúc này, một đạo vô cùng lực lượng xuyên thủng tất cả, thẳng đánh chúng võ uy thiên kiếm. Một khắc sau, làm người ta kinh điệu con mắt chuyện xảy ra. Từ trước đến giờ bá đạo võ uy thiên kiếm, lúc này hình như là đụng phải liền cái gì đòn nghiêm trọng, đổi được lảo đảo muốn rơi xuống. Thân độ Uyển Nhi thấy vậy nhất thời thất kinh, nàng vội vàng thúc giục linh lực trong cơ thể, muốn bổ sung. Nhưng nàng nhưng phát hiện không có chút nào tác dụng, liền chính nàng cũng giống là bị phong bế, liền hành động cũng đổi được cực kỳ chậm chạp. Cái này đạo khí tức vô hình xuất hiện sau đó, theo sát mà đến chính là đình trệ sức mạnh to lớn. Vũ Hoàng cổ đế tự mình ra tay, mặc dù chỉ giáng xuống một đạo hư ảnh, nhưng vậy không tầm thường lực lượng có thể đụng. Nếu như nói mới vừa rồi thân độ Uyển Nhi còn có dư lực, có thể dùng võ uy thiên kiếm là phụ, xuyên qua nguyên cái thiên địa. Nhưng hiện tại Vũ Hoàng cổ đế tự mình ra tay, nàng liền lại không có cơ hội. Vốn là nàng cũng là muốn khiêu chiến một tí vạn khư thần điện toàn thể thực lực, muốn thừa dịp loạn cứu ra mẹ của mình,
nhưng mà từ hiện tại tới xem, tựa hồ là thất bại. Dưới con mắt mọi người, chân trời chỗ sâu có một đạo hư ảnh, ngang trời tới, hóa là kim quang sáng chói, giống như phô triển liền một cái kéo dài ra thần thánh đại lộ, từ thiên tới tràn đầy kéo dài vô tận. Thánh khiết chói lọi rơi xuống, dòng nước chảy thành sông, cơ hồ đem vùng lân cận hư không toàn bộ phong tỏa. Nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này mà nói, vậy coi như không trách ta. Lúc này Vũ Hoàng Cổ Đế còn ở vào cực xa Vạn Khư Thần Điện trung tâm, hắn chỉ là phân ra một đạo thần niệm mà thôi, ở chỗ này ngưng tụ thành hình, hơn nữa triệu hoán ra vô cùng cường đại pháp tướng. Vậy đạo pháp tướng giống như Phật Tổ hạ xuống, chói lọi vạn trượng, một khắc sau, lắc mình thẳng đổi, hóa là một đầu thao thiết cự thú, ngửa mặt lên trời gào thét, tóe ra đen nhánh ngút trời chùm tia sáng. Vậy một đạo cột sáng cùng hư không dung hợp với nhau, hơn nữa tràn đầy đạo pháp khí vận, tô điểm thành phồn tinh, ngang nhiên rơi xuống. Mà ở vào bản bộ Vũ Hoàng Cổ Đế, giờ phút này như cũ yên tĩnh ngồi xếp bằng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, tựa như hết thảy cùng hắn không liên quan. Nhưng là ở một chỗ khác chiến trường trong đó, phảng phất có vô tận cự long bay lên trời, đem cái này mảnh đất giới hoàn toàn bao vây. Vượt quá thần độ Huyền Nhi, liền những người khác cũng bị như vậy trận thế đè lại, trong chốc lát rối rít vô cùng kinh ngạc. Thần độ Huyền Nhi thấy đờ ra, nàng cả người trên dưới tựa như bị lực lượng thần bí quấn quanh thành thừng, đổi được không cách nào nhúc nhích. Vũ Hoàng Cổ Đế thủ đoạn thật sự là quá đáng sợ, cho dù là tùy ý ra tay, đều không phải là bây giờ nàng có thể chống lại. Thần độ Huyền Nhi hít sâu một hơi, xem hướng mẹ của mình. Hôm nay có Vũ Hoàng Cổ Đế ra tay ngăn trở, sợ rằng nàng thì không cách nào cứu ra nương thân tới. Nhất niệm đến đây, thần độ Huyền Nhi bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, nhìn như muốn đi về trước đi, đột phá cái này tràn ngập chân trời to lớn thế công. Nhưng trong thực tế, nàng đã ở cho mình tìm đường lui. Thần độ Huyền Nhi thần niệm phân tán ra, tìm được một nơi so với lại yếu giới vách đá. Nàng chưa bao giờ gặp qua loại thủ đoạn này, vì vậy không dám tùy tiện tiếp chiêu. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra Vũ Hoàng Cổ Đế thủ đoạn. Vũ Hoàng Cổ Đế chiêu này tên là Thông Linh, chính là thời đại thượng cổ truyền xuống thần thông bí bảo, ở đó viễn cổ hồng hoang thời đại, lại là có đứng đầu đại năng đã từng sử dụng thông linh phương pháp, thu phục hư không dị thú, cho mình sử dụng. Không ít người thấy một màn này, rối rít lui về phía sau, sợ bị ảnh hưởng đến. Nếu Vũ Hoàng Cổ Đế đã ra tay, vậy bọn họ là được lui sang một bên. Nhưng nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Vũ Hoàng Cổ Đế thông linh pháp tướng, giờ phút này vậy phát giác nàng tâm tư. Trong chốc lát, cuồn cuộn hơi thở bỗng nhiên bùng nổ, vậy tôn pháp tướng mở ra hai tròng mắt, chấn nhiếp thiên địa, toàn bộ thái thượng thế giới cũng đi theo rung chấn động một cái. Tại sao có thể như vậy? Thần độ Huyền Nhi bóng người bị kẹp lại, giống như là lâm vào bùn lầy trong đó, không cách nào rút ra. Nàng càng giãy giụa, liền vùi lấp được càng sâu. Cổ lực lượng kia giống như vô hình dây thừng, nghiền ép tới, đem không khí cũng cho chen bể. Ngắn ngủn trong nháy mắt, thần độ Huyền Nhi liền bị hoàn toàn trói buộc. Nàng rất rõ ràng, mình có lẽ phải bị vây khốn, không cách nào tránh thoát như vậy sức mạnh to lớn. Bất quá ngay vào lúc này, dung nhập vào nàng trong cơ thể màu đỏ ánh sáng, giống như là lấy được cảm ứng nào đó, một tiếng nổ bùng nổ, nghịch huyết mạch lao ra bề ngoài, hình thành một tầng sắc bén khôi giáp. Cái này một tầng khôi giáp, chói lọi chiếu sáng, hơn nữa hiện đầy dữ tợn lồi gai. Ở bén khôi giáp bề ngoài, hồng quang lưu động, mấy hơi thở gian hội tụ thành mấy cây đao. Rắc rắc, thật giống như có vật gì bị chém đứt, phát ra thanh âm thanh thúy. Thần độ Huyền Nhi cúi đầu vừa thấy, lại là trên khôi giáp màu đỏ nhọn gai hóa là đao kiếm, cùng vô hình bình phong che chở mở ra đấu tranh. Thái thượng thiên nữ cho nàng bảo vật, phái lên công dụng. Vậy đạo hồng quang tuy nói nội liếm không màu mè, nhưng chân chính người có nhãn lực chính là có thể đoán được, hồng quang ẩn chứa đại lộ lực, không kém chút nào cái này thông linh thủ đoạn. Hai người lẫn nhau dây dưa, đối lập đứng, tóe ra vô cùng là lóng lánh song sắc ánh sáng, giống như một cái hàng dài bay lên trời, toàn bộ bầu trời nhất thời cũng đổi được đen thui, giống như màn đêm buông xuống. Thần độ Huyền Nhi bây giờ có thể động, nàng không chút do dự, nhanh chóng khép lại hai ngón tay. Ở trên thân kiếm vạch ra một cái dấu vết. Nguyên bản bệnh ương ương, giống như là mất đi khí lực như vậy võ uy thiên kiếm, ngay tức thì lại sống lại, nhất thời ánh sáng rực rỡ tràn ra,
thánh khiết ánh sáng thẳng lên trời cao, phá vỡ tầng này vô hình cấm kỵ. Thái thượng thiên nữ lực lượng, giống vậy cực kỳ mạnh mẽ, từ trình độ nào đó mà nói, không kém chút nào tại Vũ Hoàng cổ đế. Tại chỗ những người khác vậy cảm nhận được liền thân Đỗ Uyển Nhi tóe ra thái thượng thiên nữ khí tức, trong chốc lát kinh ngạc không dứt. Ngay trong bọn họ từng có người cùng thái thượng thiên nữ đã từng quen biết, tự nhiên biết rõ hắn chỗ bất phàm. Mà ở bên kia, tránh thoát vô hình trói buộc sau đó, thân Đỗ Uyển Nhi thân hình lui tới xa xa. Võ uy thiên kiếm giống như là một con du long, phiên nhược kinh hồng, chém ra vô hình dây thừng sau đó, lần nữa trở lại bên cạnh nàng. Kiếm khí ngang dọc, tại không gian bên trong đều lưu lại đạo đạo vết thương. Mà thân Đỗ Uyển Nhi chính là thở hổn hển, tha phương tài vận dụng trong cơ thể khí hải lực, cuồn cuộn không ngừng, ở ngay tức thì ngưng tụ thành một đạo lóng lánh ánh sáng rực rỡ. Lấy này thủ đoạn, có thể phá cuộc. Nhưng không cách nào lâu dài chống đỡ. Dẫu sao muốn tạo thành cường đại đánh vào, thì nhất định phải được tướng tất cả linh lực ngưng đến một nơi, tạo thành cường đại lực phá. Như vậy thứ nhất, là được kinh ngạc thiên địa, xua tan ma vân. Ở đối phương không có chuẩn bị dưới tình huống, cũng có thể bị đánh thành trọng thương. Thân Đỗ Uyển Nhi trong thân thể, thái thượng thiên nữ nơi còn dư lại màu đỏ ánh sáng vậy theo khí hải lực lượng, dâng trào đi, hình thành từng cái mịn tia máu, rối rít trào đi nàng trong cánh tay. Nàng chỉ cảm thấy được bây giờ hai cánh tay, tràn đầy yêu kiều lực lượng. Từ bên ngoài tới xem. Thân Đỗ Uyển Nhi cả người ánh sáng lóe lên, nhất là hai cánh tay vùng lân cận, tay áo bảo gồ lên, tóe ra cực kỳ kích động lực lượng. Võ uy thiên long, thần la pháp quyết. Thân Đỗ Uyển Nhi khẽ quát một tiếng, vậy tràn ngập ở lực lượng trong thân thể, liền đi lên dâng trào, lao ra bên ngoài cơ thể, đi thông vân tiêu. Võ uy thiên kiếm sáp nhập vào vậy cổ đáng hơi thở trong đó, nhất thời xoay tròn, hình thành một đạo tật phong. Hơn nữa xem vậy khuynh hướng. Tựa hồ muốn tung lên một phiến vô tận gió bão. Bành! Võ uy thiên kiếm đem đầy trời tầng mây cho cuốn xuống, biến dạng thành sông, nhất thời núi lở đất mòn, sóng biển gào thét, giống như càn khôn tương khởi, ngày tận thế tới gần. Tám đại thiên kiếm trong đó, nếu như bàn về uy lực, võ uy thiên kiếm có thể xếp hạng thứ trước. Võ uy thiên kiếm cùng Long Uyên thiên kiếm, đều là cái này tám đại thiên kiếm trong đó thực lực gần trước tồn tại. Hai cổ lực lượng lẫn nhau đối lập, ai cũng không nhường ai. Chính là dưới tình huống này, nơi bung ra sóng trùng kích, đánh xuyên cái này một phiến thương khung. Vạn đạo sáng mở đồng loạt hiện lên, nháy mắt tức thì tràn ngập thiên địa, phải đem nơi này hư không cấm kỵ tất cả đều che giấu. Mà phía dưới vô tận núi rừng, lại là tiếp liền sụp đổ, rộng rãi kẽ hở, giống như mạng nhện như vậy rối rít nứt ra, từ chân trời phía trên nhìn, giống như xảy ra vô cùng kinh khủng động đất. Mấy vạn dặm đất đai, đều bị biến dạng. Đây là đang thái thượng thế giới, quy tắc nguyên vẹn, linh lực dày đặc, nếu như đổi thành hạ giới, chỉ sợ cũng sẽ bị này lực lượng cho chống được nổ tung, nguyên cái tinh cầu cũng sẽ lâm vào là hoang vu phế tích. Nhưng may là như vậy, võ uy thiên kiếm như cũ ở cường đại như vậy sức mạnh to lớn hạ run rẩy. Vũ Hoàng cổ đế là người phương nào? Đó là thương khung dưới đệ nhất cường giả, vạn người ngưỡng mộ, quyền thế ngút trời. Là thời đại mới đế hoàng. Hắn nếu như muốn ra tay, cho dù là một cái phân thân, cũng có thể tung lên mọi thứ gợn sóng, gửi đối thủ vào chỗ chết, căn bản không người có thể phản kháng. Mẹ ngươi tính tình cương liệt, không muốn khuất phục, đây là ta cho nàng một lần cuối cùng cơ hội, cũng là cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, như ngươi hôm nay không chịu đầu hàng, như cũ u mê không tỉnh, vậy các ngươi hai mẹ con đều đưa sẽ trở thành là vật chôn theo. Vũ Hoàng cổ đế thanh âm cực kỳ lạnh lùng, hắn ở hướng hai dưới người đạt thông điệp cuối cùng. Mà lúc này, thần đồ thiên âm ý thức vậy khôi phục thanh tỉnh, nuốt mộng ma thú rút đi sau đó, nàng lần nữa nắm trong tay mình thân thể. Nhưng hiện tại, nàng thực lực có thể còn không bằng một cái thông thường chấp sự trưởng lão, căn bản không cách nào đối chiến cục sinh ra nửa điểm ảnh hưởng. Vũ Hoàng cổ đế, người thật sự là quá hèn hạ. Đừng nghĩ cầm con gái ta mệnh tới uy hiếp ta. Thân đồ thiên âm vô cùng là tức giận nói. Oanh! Chân trời chỗ sâu truyền tới tiếng sấm nổ âm, mây đen tản ra, ngay sau đó vô tận u hắc lực lượng giống như sóng biển vậy chiếu nghiêng xuống, ngay tức thì đem chu vi mấy trăm ngàn dặm phạm vi toàn bộ bao vây. Gió thổi báo giông tố sắp đến, mây đen đè thành thành muốn tồi. Kinh người như vậy thanh thế, cái này thế gian cũng không mấy người có thể điều động.
Xem ra Vũ Hoàng Cổ Đế là thật sự nổi giận. Uyển Nhi, Vũ Hoàng Cổ Đế đang vận dụng Vạn Khư Thần Điện chấn điện bảo vật một trong, đợi tòa kia hắc tháp hoàn toàn hạ xuống, ai cũng không chạy khỏi. Ngươi hiện tại đi mau. Thân Đồ Thiên Âm mạnh chống thương thế lăng không lên, nàng hai tay niết ấn, linh khí hội tụ ra, quấn quanh đầu ngón tay. Mà nàng chính là cắn bể hai tay ngón giữa, ở trước mắt chậm rãi buộc vòng quanh một bộ cổ xưa hình đồ đằng đường. Thần bí kia đồ đằng, chính là Thân Đồ gia tộc cao cấp bí pháp. Như vậy bí pháp, có thể đem trong gia tộc người tiềm lực thúc đẩy đến mức tận cùng, thực lực càng mạnh người, có thể bùng nổ tiềm năng vậy lại càng lớn. Chỉ bất quá dùng sau khi đi ra, liền sẽ thiêu đốt sinh mệnh tiềm năng, đợi đồ đằng tản đi một khắc kia, người sử dụng vậy sẽ thân tiêu bỏ mạng. Càng người cường đại, lại càng muốn chú ý. Không, Thân Đồ Uyển Nhi tự nhiên vậy nhận ra như vậy mật pháp, lúc này thần sắc biến đổi, hướng về phía Thân Đồ Thiên Âm lắc đầu, hơn nữa điên cuồng kêu gào. Không muốn à, nương, người đừng làm chuyện điên rồ. Nhưng nàng hiện tại bị khốn tại Vũ Hoàng Cổ Đế cấm chế, thân hình không cách nào nhúc nhích. Thân Đồ Thiên Âm quay đầu lại, hướng về phía Thân Đồ Uyển Nhi khẽ mỉm cười. Như vậy dáng vẻ, tựa hồ là ở nói cho Thân Đồ Uyển Nhi, nương có thể vì ngươi bỏ ra hết thảy, thậm chí sinh mạng. Thân Đồ Uyển Nhi đôi mắt đỏ bừng, trừng mắt sắp nứt, nàng tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn mẹ của mình bước lên một cái tuyệt lộ. Gia tộc bí pháp một khi thúc đẩy, vậy thì lại cũng không có chỗ trống quay về, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn nương thân chết đi. Thân Đồ Thiên Âm trước mắt vậy đạo đồ đằng, đã phác họa đến một nửa. Thần bí lại mông lung lực lượng, chậm rãi tiến vào nàng trong cơ thể, trực tiếp vòng qua những vết thương kia thế, tụ vào cốt lõi nhất khí hải vị trí. Không phải tu bổ, mà là chi nhiều hơn thu. Vũ Hoàng Cổ Đế, người muốn lấy con gái ta tới uy hiếp ta, ta cho dù hôm nay hải cốt không tích chữ, cũng sẽ không để cho ngươi được như ý. Không chỉ có như vậy, ta còn muốn để cho ngươi Vạn Khư Thần Điện chịu tổn thất to lớn. Thân Đồ Thiên Âm lúc này đã giết mù quáng, nàng chẳng ngó ngàng gì tới, cho dù hợp lại cái lưỡng bại câu thương, cũng phải dịch hết Vũ Hoàng Cổ Đế trên mình một miếng thịt. Người xung quanh, đều bị nàng cổ khí thế này dọa sợ. Không chết không thôi, lưỡng bại câu thương. Cho dù đối với Vạn Khư Thần Điện mà nói, cũng không phải một loại kết quả tốt. Cái này đáng chết bà điên, là thật muốn đem chúng ta cùng nhau kéo vào vũng bùn sao. Đi nhanh một chút, mẹ con này hai người cũng là tên điên, không cần để ý các nàng. Những cái kia Vạn Khư Thần Điện cường giả, rối rít tránh lui để cho. Hoành sợ sững sờ, sững sờ sợ liều mạng. Bọn họ cũng không muốn bởi vì cái này hai người, mà phối hợp mình tánh mạng. Thân Đồ Uyển Nhi cố nén tức giận trong lòng, khiến cho mình bình tĩnh tự hỏi. Nàng trong cơ thể, còn có hai đạo thái thượng thiên nữ nơi lưu lại hồng quang. Nói cách khác, nàng còn có thể ra tay hai lần. Đối với nàng mà nói, cái này hai lần vậy thì tương đương với hai cái ngay tức thì, căn bản không tạo được cái gì thực chất tính tác dụng. Nhưng nếu là dùng đến những địa phương khác, có thể sẽ sinh ra kỳ hiệu. Nhất niệm đến đây, Thân Đồ Uyển Nhi trong lòng cũng có kế hoạch. Nàng đang ngưng tụ trước trong cơ thể thế. Đối mặt cuồn cuộn như nước thủy triều dị tượng, Thân Đồ Uyển Nhi đột nhiên bước ra bước này, nàng vận dụng mình nắm giữ tuyệt học, xâm la vạn tượng, càn khôn đổ nghịch. Vũ Hoàng Cổ Đế, tiếp chiêu. Thân Đồ Uyển Nhi tức giận một tiếng, đôi mắt tóe ra sáng chói cực kỳ ánh sáng, nàng đầy đầu tóc đen vậy phi tản ra, bị cường đại đợt khí cuốn được bay lượn khắp nơi. Võ Uy Thiên Kiếm trực diện hướng lên trên, đưa tới vô tận cuồn cuộn thiên lôi, kèm có điện thiểm lôi minh, khí thế khoáng đạt, nguy nga bàng bạc, đơn giản là triệu hoán ra một tôn thời kỳ viễn cổ vô địch nữ chiến thần. Một bên khác, sắp đem đồ đằng ngưng tụ xong tất Thân Đồ Thiên Âm, nhất thời cả kinh, thông suốt quay đầu lại, nhìn mình con gái. Không muốn à, Uyển Nhi. Thân Đồ Thiên Âm nhất thời hô to, nhưng lúc này đã không làm nên chuyện gì. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, con cái mình lại vậy sẽ vận dụng này bí pháp. Thân Đồ Uyển Nhi tâm ý đã quyết, nàng lấy cháy thần hồn làm giá, rút ra hồn phách lực lượng, rót vào Võ Uy Thiên Kiếm trong đó. Coi như là trước Thân Đồ Thiên Âm một bước thúc đẩy bí pháp, vậy tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Thân Đồ Uyển Nhi ý niệm điều khiển Võ Uy Thiên Kiếm, lăng không thẳng lên trời cao, lấy lực một người, độc ngăn cản thiên quân vạn mã. Mà ngọc thủ của nàng vậy nặn trưởng thành quyền, ngang nhiên đánh ra,
hai đạo ngưng tụ đến mức tận cùng đỏ tươi ánh sáng, theo linh lực vọt ra ngoài, nhất thời hóa là đi đâu cũng có lợi phi đao. Vậy hai chuôi phi đao, xa phi phàm tục vật. Lúc thoáng hiện ra, cơ hồ phải đem cái này phiến hư không xuyên thủng, đâm ra mấy cái đường lỗ to. Mà đây hai đạo hắc quang, trong đó có một cái, đột nhiên đổi lại phương hướng, đi tới ở vào mặt bên thân đồ thiên âm trước mặt. Phi đao cũng không phải là thực chất tính vật thể, mà là do thái thượng thiên nữ bổn nguyên lực lượng biến thành. Làm cái này thanh phi đao đi tới thân đồ thiên âm trước mặt lúc đó, nàng còn không biết này là vật gì. Một khắc sau, cô động lực lượng bỗng nhiên bùng nổ, truyền cùng phạm vi cực kỳ rộng lớn. Thái thượng thiên nữ tu luyện tâm linh công pháp vô cùng là cao thâm, ở nơi này một lãnh vực có thể nói vô địch. Mà hắn lưu lại cái này đạo hồng quang, tựa hồ cũng lĩnh ngộ thân đồ uyển nhi ý đồ, bùng nổ lúc đó, gắng gượng đem thân đồ thiên âm xây dựng ra đồ đằng trận văn ép xuống. Một đạo ngọn lửa thiêu hủy lên, đem trận này văn cho lửa đốt thành cho tẫn. Rồi sau đó thân đồ thiên âm trước mặt, liền xuất hiện một đạo cực kỳ thật nhỏ hư không lực lượng, làm nàng cả người đụng phải thái thượng thiên nữ hồng mang lúc đó, bị hút vào quỷ dị kẽ hở. Chỉ là ngay chớp mắt, liền biến mất không gặp. Thân đồ uyển nhi lợi dụng cái này tơ hồng mang, mở ra không gian lối đi, muốn đem thân đồ thiên âm truyền tống mà đi. Cơ hồ là cùng lúc đó, thân đồ uyển nhi đem ngoài ra một đạo hồng mang phụ đến võ uy thiên kiếm bên trên. Hơn nữa điều khiển thiên kiếm đổi lại phương hướng, hưu một tí, phi thân đi xuống giới thăm dò, xuyên phá liền tầng tầng trở ngại, thế như trẻ tre, chưa từng có từ trước đến nay. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều sợ ngây người, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, thân đồ uyển nhi lại sẽ đem mình bại lộ ra, từ đó phân ra vậy hai đạo thần quang, trợ giúp thân đồ thiên âm chạy khỏi, lại để cho võ uy thiên kiếm nhanh chóng chạy trốn. Nhưng là ở nơi này sau lưng, ngoài dự đoán của mọi người nhất vẫn là vậy hai đạo hồng mang. Lúc này, xa ở vạn khư thần điện trong cung điện Vũ Hoàng cổ đế nhất thời giận dữ. Đảm nhiệm thiên nữ, ngươi lại ý định muốn cùng ta đối nghịch có phải hay không? Đừng lấy là bổn hoàng đối ngươi mặc kệ không để ý tới chính là sợ ngươi. Vũ Hoàng cổ đế hiếm thấy hiện ra giận dữ thần sắc, hắn cách hư không, đưa tay chộp một cái, ở đó chỗ sâu nơi vòng quanh màu đỏ ánh sáng, vặn vẹo biến hình. Lúc đầu cái này hai đạo hồng mang phát huy tác dụng, lại là có thái thượng thiên nữ từ trong quấy phá. Ở Vũ Hoàng cổ đế xuất thủ một khắc kia, thái thượng thiên nữ đã rút lui trở về mình thần niệm, như chuông bạc tiếng cười giòn giả, ở nơi này mảnh không gian truyền ra tới. Vũ Hoàng cổ đế, không nghĩ tới cách xa như vậy, phản ứng của ngươi tốc độ còn rất nhanh, ta đã phân ra hai đạo tâm linh lực, giúp các nàng chạy trốn, liền xem ngươi có thể cản được hạ người nào. Thái thượng thiên nữ nụ cười, phá lệ rực rỡ. Không cùng Vũ Hoàng cổ đế ra tay, thái thượng thiên nữ lưu lại vậy đạo bóng dáng dẫn đầu nổ lên, để cho Vũ Hoàng cổ đế căn bản không bắt được nàng linh niệm. Cơ hồ là thoáng qua tới giữa, nàng nơi lưu lại linh hồn dư lực, liền ngưng tụ thành vô cùng là mênh mông hơi thở, để cho người bất ngờ không kịp đề phòng. Vũ Hoàng cổ đế thần sắc, đã đổi được vô cùng là âm trầm. Chuyện hắn trước cũng không nghĩ tới thái thượng thiên nữ lại sẽ giúp thân đồ uyển nhi. Hai người bọn họ tới giữa không quen không biết, thái thượng thiên nữ vì sao phải bốc lên này nguy hiểm quả quyết ra tay đâu. Như vậy mà nói, vậy cũng chỉ có một loại giải thích. Đều là bởi vì luân hồi chi chủ. Nghĩ đến đây, Vũ Hoàng cổ đế không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Ngươi thật vẫn lấy vì mình có thể đem luân hồi bồi dưỡng thành lên cấp vật sao. Luân hồi siêu thoát hậu thế gian tất cả nói, như tương lai thật thoát khỏi ngươi nắm trong tay, sợ rằng đến lúc đó, liền chính ngươi cũng không thu nổi trận. Vũ Hoàng cổ đế đối với thái thượng thiên nữ nuôi heo kế hoạch khịt mũi coi thường. Hắn bây giờ, đã đem luân hồi chi chủ coi là đạt tới khó giải quyết kẻ địch, muốn đem trừ rồi sau đó mau. Có câu nói thật tốt, đùa với lửa người, tương lai có cực lớn có thể bị hỏa thiêu chết. Luân hồi chi chủ chính là cái này cầm lửa cháy bừng bừng. Chờ đợi cái này cầm lửa cháy bừng bừng hoàn toàn thiêu cháy, vậy thì chậm. Vô luận như thế nào, hắn đều phải trước thời hạn đem tưới tắt, không thể để cho hắn liệu nguyên. Luân hồi chi chủ bây giờ trưởng thành tình thế, đã ngoài ta ngươi ý liệu, dần dần trở thành không thể khống chế nhân tố, ngươi xác định còn muốn tiếp tục không? Vũ Hoàng cổ đế mặt không cảm giác, lạnh lùng hỏi. Ai ngờ thái thượng thiên nữ nghe lời nói này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng.
Đây chẳng phải là ta mong muốn sao? Hắn càng cường đại, tại ta mà nói lại càng hữu ích. Vạn nhất ngày nào đó ngươi không quản được hắn đâu. Hoặc là nói hắn đem 6 đạo tập trung vào cả người, đến lúc đó, coi như ngươi thật gom đủ tất cả nguyện vọng lực thì như thế nào, cho dù ngươi ta liên thủ, cũng không cách nào chiến thắng hắn. Ha ha, chuyện này cũng không cần ngươi quan tâm. Lời này nếu như để cho người thứ ba nghe được, định sẽ thất kinh. Một cái nho nhỏ thái chân cảnh tu sĩ mà thôi, cho dù có luân hồi chi chủ thân phận, ở Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Thái Thượng Thiên Nữ trước mặt, cũng bất quá là một con kiến hôi mà thôi. Vì sao để cho Vũ Hoàng Cổ Đế như vậy coi trọng, thậm chí khá là kiêng kỵ? Bất quá Thái Thượng Thiên Nữ nhưng lơ đễnh. Hoặc là nói, nàng có nắm chắc nắm trong tay Diệp Thần. Không, hiện tại ngươi cũng không thể như thế đi kích thích hắn, ngươi giết hắn hồng nhan chi kỷ, chỉ sẽ để cho hắn đổi được càng ngày càng lớn mạnh, ta cũng không muốn hắn trưởng thành được nhanh như vậy. Thái Thượng Thiên Nữ cười nói. Vũ Hoàng Cổ Đế hừ lạnh một tiếng, đừng tự đại. Nếu như luân hồi thật hạ xuống, ai đều không cách nào may mắn tránh khỏi, ngươi có thể đừng quên, Hồng Quân lão tổ còn ở sau lưng có chút bố trí. Vũ Hoàng Cổ Đế lại nữa thà nói nhảm, trực tiếp thúc giục một đạo thần niệm, ngăn cản võ uy thiên kiếm lao ra thái thượng thế giới, đi hạ giới. Kịch liệt lực áp bách bỗng nhiên hạ xuống, theo đuôi ở võ uy thiên kiếm sau đó, cơ hồ phải đem hắn nuốt mất. Bất quá nhưng vào lúc này, thái thượng thiên nữ còn để lại hồng quang phát huy tác dụng. Bốn tản ra, hóa thành một đạo bình phong che chở, ngăn ở hai người tới giữa. Bành! Dù vậy, võ uy thiên kiếm cũng không có thể chịu đựng ở cường liệt như vậy uy áp. Thân độ Uyển Nhi ghé vào trên đó một đạo linh niệm, bị xông lên được tan tành, cơ hồ không ra hình dáng trạng. Nhưng võ uy thiên kiếm như cũ bằng vào bản năng, vượt qua thái thượng thế giới cùng hạ giới vậy đạo bình phong che chở, thẳng rơi xuống. Ở lưỡi kiếm bên trên, còn có dấu một chút yếu ớt linh thức, chỉ dẫn nó, đi Diệp Thần ở địa phương đó. Như vậy kết quả, để cho Vũ Hoàng Cổ Đế lúc này thần sắc trầm xuống. Như vậy tùy ngươi đi đi, một cái tàn phá thiên kiếm mà thôi, tung không dậy nổi gió to sóng lớn gì. Vũ Hoàng Cổ Đế thu hồi thần niệm, chợt phái ra người đi, tìm kiếm Thân Đồ Thiên Âm bóng người. Thân Đồ Thiên Âm mặc dù bị truyền đưa đi, nhưng tuyệt đối không cách nào chạy ra khỏi thái thượng thế giới. Còn dư lại một nhóm người khác, chính là đem Thân Đồ Uyển Nhi cho buộc lại, mang về thần điện. Lúc này Thân Đồ Uyển Nhi, đã tiêu hao hết trong cơ thể toàn bộ lực lượng, bị Vũ Hoàng Cổ Đế thông linh ánh sáng đánh được thần phách tiêu tán, vận mệnh đe dọa. Cùng lúc đó, cách xa hư không chi địa, Bắc Mãng tổ địa trong đó. Diệp Thần đang ngồi xếp bằng một nơi động phủ trong đó, hắn cả người có sấm sét quấn quanh, hơn nữa từ lớn thành nhỏ, dần dần ngưng kết. Hóa là từng tia vô cùng tinh thuần lực lượng. Đó là lôi bia mang đến hiệu quả, có thể để cho hắn đối với sấm sét cảm ngộ càng ngày càng sâu, hơn nữa đem đổi thành là tự thân căn nguyên lực. Lôi bia là luân hồi huyền bi trong đó, hạng trước mấy tồn tại, như muốn thu phục, độ khó cực lớn. Cho dù là Diệp Thần thiên tư hơn người, lại phụ trợ luân hồi huyết mạch, vậy chỉ là đem lôi bia luyện hóa bộ phận. Lại tới, Diệp Thần phun ra một ngụm chọc khí. Hắn từ hoàng hôn rơi xuống lúc liền bắt đầu tu luyện, đến hiện tại đã mặt trời mới mọc. Có thể hắn nhưng như cũng không biết mệt mỏi, từ từ bất quyệt, tuần hoàn qua lại một lần hố bẫy nhập trạng thái tu luyện, tựa như một máy mãi mãi không đổi máy móc. Nhâm Phi Phàm liền ngồi ở cách đó không xa, nhìn Diệp Thần tu luyện, như vậy quên mình, trong mắt không khỏi hiện ra lau một cái vẻ yên tâm vui vẻ. Hắn sở dĩ trở thành Diệp Thần hộ đạo giả. Thật ra thì nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là bởi vì hắn là luân hồi chi chủ, huyết mạch mạnh mẽ, thiên phú hơn người. Luân hồi chi chủ cố nhiên là ở giữa đất trời này nhất là đặc biệt cường đại đế hoàng, có luân hồi huyết mạch, nắm giữ 6 nói, áp đảo càn khôn bên trên, nếu như tu luyện tới đỉnh cấp cảnh giới, cơ hồ không người nào có thể địch. Nhưng cũng không đại biểu mỗi một đời luân hồi chi chủ chuyển thế, cũng có thể thành công. Trước mặt mấy đời luân hồi chi chủ đều đã tử vong. Hơn nữa mở hạ một đời luân hồi. Nhưng đã đến Diệp Thần nơi này, vô cùng có thể lật đổ cả thế giới nguyên hữu trật tự cũ, thành lập được mới tinh chư thiên vạn giới. Nhâm Phi Phàm chính là đem hy vọng đặt ở Diệp Thần trên mình. Hắn cố nhiên có lực lượng mạnh mẽ, nhưng tương lai vẫn là cần phải có người tới chống đỡ. Diệp Thần tâm tính cùng nghị lực độc nhất vô nhị, có bá chủ tư,
đây chính là Nhâm Phi Phàm coi trọng nhất một chút. Thiên phú mạnh hơn nữa, nếu như chỉ biết phung phí, vậy cũng sẽ mẫn nhiên đám người vậy. Chỉ có kiên trì bền bỉ không ngừng tu luyện, hơn nữa bách chiết không cào sắt thép tim, mới có thể đào tạo một đời bá chủ. Bên kia, Diệp Thần đã từ trạng thái tu luyện tỉnh hồn lại, hắn giữa lông mày cũng toát ra nhỏ vụn sấm sét ánh sáng. Nhâm tiền bối, cái này lôi bia quả nhiên là có chút phiền toái, ta thử nhiều loại phương pháp, đều không cách nào đem hoàn toàn tham phá. Diệp Thần cau mày nói, cho dù hắn đã đột nhập lôi bia nội bộ thế giới, nhưng vẫn không cách nào nắm giữ vậy một phần nhất tới vĩ sấm sét. Vậy một đạo sấm sét giống như đáy nước tháng, có thể gặp được, nhưng không cách nào chạm. Vì vậy Diệp Thần khá có chút buồn bực. Bất quá Nhâm Phi Phàm nhưng là đối với lần này dửng dưng một tiếng. Tu luyện một đường rất lâu hết sức, lúc vào lúc lui, lúc cấp lúc chậm, cũng không cần đem hết thảy cũng banh được như vậy chặt, có lúc thích hợp buông lỏng cũng là một loại tu luyện, không phải sao? Nhâm Phi Phàm đã luyện đến thế gian tuyệt đại đa số người không cách nào chạm đến cảnh giới, vì vậy đối với tu luyện một đường, cũng rất có cảm ngộ. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần lúc này rơi vào yên lặng, mắt lộ ra suy tư hào quang. Nhâm Phi Phàm nói, hắn cũng có thể nghe hiểu, nhưng không cách nào chạm đến hắn trung thần đạo cảnh giới. Mới vừa một khắc kia, trong đầu của hắn tựa hồ có một đạo linh quang thoáng qua rồi biến mất. Có lẽ thích hợp tu dưỡng, có thể là hắn mang đến tốt hơn trạng thái. Nhâm tiền bối lời ấy có lý, vậy ta liền nghỉ ngơi chốc lát đi. Diệp Thần vừa nói cả người thanh tĩnh lại, hơn nữa bắt đầu vận chuyển sấm sét vạn pháp. Hỗn độn thần lôi lấy được loại nào đó chỉ thị, bắt đầu ở huyết mạch trong đó xuyên tới xuyên lui, vận chuyển chu thiên. Mỗi 6.681 lần, là một cái luân hồi. Vận đi một vòng, hỗn độn thần lôi cùng luân hồi huyết mạch độ dung hợp, liền càng phù hợp một phần. Nhâm Phi Phàm nhất thời dở khóc dở cười, hắn không nghĩ tới tiểu tử này buông lỏng phương thức, chính là tu luyện một loại công pháp khác. Bất quá hắn vậy không có quấy rầy, mà là giơ tay lên, lau một cái sâu ánh sáng màu xanh từ đầu ngón tay xông ra. Hắn đã đạt đến vô lượng cảnh, vô hạn tiếp cận với thiên đạo. Mỗi một cái vô lượng cảnh giới cường giả, cũng có mình đạo, ngoại nhân không cách nào can thiệp. Nếu như muốn tìm được vậy con đường, liền muốn tiến hành lặp đi lặp lại thăm dò cùng suy tư. Vô tận năm tháng bắt đầu từ trung lưu chảy đi, đối với bọn họ mà nói, một giáp thời gian. Vậy chẳng qua là tu luyện trên đường tầm thường 5 tháng mà thôi. Xem Nhâm Phi Phàm như vậy lúc tu luyện dài còn ở cỡ ngàn năm, coi như là trẻ tuổi đồng lứa. Ở luân hồi chi chủ cũng không quật khởi trước, Nhâm Phi Phàm liền bị coi là chư thiên vạn giới tương lai đệ nhất cường giả. Bất quá nói cho cùng, đời này luân hồi chi chủ, cũng chính là Diệp Thần, cùng Nhâm Phi Phàm cũng không thuộc về một cái giai đoạn. Hai người lẫn nhau là tiền bối cùng hậu bối. Động phủ bốn phía, yên tĩnh siêu nhiên, chỉ có lôi lực cùng linh lực không ngừng, xen lẫn đụng nhau, dung hợp thành càng cường đại hơn căn nguyên lực. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Nhâm Phi Phàm thông suốt mở ra hai tròng mắt, hắn ánh mắt xuyên thấu sâu tầng hư không, tựa như trông thấy từ xa xôi chỗ mà đến thần bí vật thể. Nhâm tiền bối, đó là vật gì? Diệp Thần cảm giác năng lực vậy thập phần cường đại, hắn thả ra luân hồi thiên hồn, linh thức bao phủ mảnh thiên địa này. Chân trời chỗ sâu, xông ra một đạo lưu quang. Giống như là vẫn thạch rơi xuống, vừa mới bắt đầu tinh mang chấm, đến khi càng ngày càng gần, liền hừng hực cháy, thả ra cương liệt kình khí. Nhâm Phi Phàm bước ra, bước này, liền đi ra mấy ngàn dặm. Hắn đưa tay đẩy một cái, màu xanh nhạt sóng biển dâng sóng biếc mãnh liệt, hội tụ thành một cái chân trời sông, ngăn ở rơi xuống vẫn thạch lưu tinh trước mặt. Một cái cá voi sôi trào lên, chỉ bất quá lúc này, ở vào cỡ 10 mét lớn nhỏ. Bất quá từ hơi thở tới xem, điều này cá voi ánh sáng rực rỡ nội liếm, thâm tàng bất lộ, sợ rằng đến khi nguy cơ chân chính bùng nổ thời điểm, mới biết phóng lên cao, chưa từng có từ trước đến nay. Mà Diệp Thần vậy triệu hoán ra một đạo thâm hậu sấm sét. Diệp Thần luân hồi thiên nhãn đâm xuyên vô căn cứ, trực tiếp phá vỡ le que thiêu đốt lửa tầng, gặp đến trong đó bao vây đồ. Làm Diệp Thần thấy rõ sau đó, con người không khỏi được đột nhiên co rúm một cái. Ở trong đó bao gồm vật thể, không phải bảo thuật, cũng không phải thần vật, mà là một cái cả người lộ ra ác liệt tia sáng kiếm. Võ uy thiên kiếm. Nhưng võ uy thiên kiếm không phải thân độ uyển nhi vũ khí thiếp thân sao?
lúc này vì sao xuất hiện tại hạ giới? Diệp Thần quăng ra hai đạo màu máu thần lôi, muốn ngăn lại cái này đạo vẫn thạch lưu tinh, có thể sát na kế tiếp, một đạo khí tức vô hình, phong tỏa hắn ở địa phương đó. Võ Uy Thiên kiếm tựa hồ là cảm nhận được liền Diệp Thần vị trí, nghiêng hoành xuyên qua, chen bể tầng tầng vân tiêu, ở giữa thiên địa, đều là thiêu đốt ánh lửa. Nhâm Phi phàm bản muốn ra tay ngăn trở, nhưng hắn tựa hồ phát hiện Võ Uy Thiên kiếm ý đồ, vì vậy đứng ở một bên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đúng như dự đoán, cái này cầm Võ Uy Thiên kiếm rút đi bề ngoài thiêu đốt hừng hực ánh lửa, đi tới Diệp Thần trước mặt, bá một tí dừng lại. Cả cây thiên kiếm, thanh thế phi phàm, thân kiếm như gương vậy bóng loáng, mũi nhọn sắc bén, phản xạ ra lạnh lẽo sáng bóng. Ngươi là tới tìm ta sao? Diệp Thần thấy một màn này, có chút ngây ngẩn. Rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, đại khái trước tiên là thân Đỗ Uyển Nhi ở nơi này cầm thiên trong kiếm quán chú hắn hơi thở, cho nên thiên kiếm mới biết tìm hành động tới. Võ Uy Thiên kiếm, cũng chưa trả lời, bởi vì thiên kiếm bên trong cũng không có kiếm linh. Chỉ có một chút tàn phá thần thức, lay động không chừng. Cho dù Diệp Thần lộ ra tay đi tiếp thu, vậy không cách nào biết được thân Đỗ Uyển Nhi rốt cuộc đang cho hắn truyền bá tin tức gì. Kỳ quái! Diệp Thần nhất thời nghi hoặc không thôi. Hắn trong lòng, dâng lên một cổ nồng nặc bất an. Bởi vì thân Đỗ Uyển Nhi cũng không phải là cái yêu thích đùa dai người, nếu như nàng phái Võ Uy Thiên kiếm đi hạ giới, hơn nữa mang theo nàng hơi thở, đó chính là có rất mục đích rõ ràng tính. Vậy một đạo lưu lại thần thức, trước hẳn là hoàn chỉnh, chẳng qua là bị nhân trung đổ phá hoại, để cho Diệp Thần càng có lý do tin tưởng, thân Đỗ Uyển Nhi nguy ở một sớm một chiều. Hơn nữa nhất định là nguy hiểm tánh mạng. Nhất niệm đến đây, Diệp Thần liền hạ định quyết tâm. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải đi thái thượng thế giới đi lên một lần. Nhâm tiền bối, ta phải đi thái thượng thế giới. Diệp Thần ngẩng đầu lên, đối Nhâm Phi Phàm nói. Cho tới nay, hắn thiếu nợ thân Đỗ Uyển Nhi quá nhiều. Nếu như thân Đỗ Uyển Nhi thật gặp bất ngờ, vậy hắn đời này, cũng sẽ sống đang tự trách cùng áy náy trong đó. Hơn nữa cũng không cách nào đột phá tâm ma của mình. Cùng lục đạo luân hồi toàn bộ hạ xuống, lôi kiếp tới đông đủ, khi đó có lòng ma trở ngại, hắn nhất định sẽ độ kiếp thất bại. Đến lúc đó, sợ rằng hắn liền phải tiếp nhận hạ một đời luân hồi. Thiên đạo vô tình, người cũng có tình ý. Ngay cả mặt mũi đối tình cảm mình dũng khí cũng không có, thì như thế nào thành tựu một đời nghiệp bá. Lúc ấy một mình hắn độc chiến Vũ Hoàng gia tộc hai người thiên kiêu, ngăn cản cửu đỉnh đại trận, bị đối phương toàn diện áp chế, nguy ở một sớm một chiều. Thân Đỗ Uyển Nhi chạy tới, quơ múa thiên kiếm, cứu hắn tánh mạng. Đối phương một mực thành tâm bỏ ra, vì mình vào nơi dầu sôi lửa bỏng, ở không tiếc. Mà hắn lại có cái gì tư cách lựa chọn coi mà không gặp. Diệp Thần đôi mắt dần dần đỏ bừng, hắn nắm chặt quả đấm, trong lòng tức giận bay lên. Ở đó thái thượng thế giới, có thể uy hiếp được thân Đỗ Uyển Nhi người, sợ rằng không nhiều. Trừ ra thân Đồ gia tộc bản bộ phản Đồ gia, có khả năng nhất người, chính là Vũ Hoàng cổ đế. Diệp Thần tâm niệm chuyển động, rất nhanh liền nghĩ tới liền trong đó mấu chốt. Thân Đồ Thiên Âm còn ở Vạn Khư Thần Điện trên tay. Nếu như thả ra lá bài tẩy này, sợ rằng thân Đỗ Uyển Nhi không muốn đi, cũng phải một mình phó sẽ. Liền trước mắt mà nói, đám kia thân Đồ nhà phản Đồ, còn không tư cách để cho thân Đỗ Uyển Nhi vứt Võ Uy Thiên kiếm. Vũ Hoàng cổ đế, lại là ngươi. Đối với cái này mạnh đến ngoại hạng kẻ địch, Diệp Thần lại thêm một phần lật lý do của hắn. Bất quá Nhâm Phi Phàm nhưng là ngăn cản hắn, bởi vì thái thượng thế giới quá mức nguy hiểm, bằng vào Diệp Thần bây giờ thực lực, còn chưa đủ để tiến vào trong đó, khuấy lên một phiến mưa gió. Nhâm tiền bối, nếu không đi cứu nàng, ta không qua mình cửa này, nàng nếu như bởi vì ta mà chết, ta sẽ tự trách cả đời, sợ rằng lại cũng không cách nào lĩnh ngộ chân chính luân hồi. Diệp Thần thở hổn hển, trầm giọng nói. Nhâm Phi Phàm nơi nào không biết Diệp Thần lúc này tâm tư, nhưng hắn biết rõ thái thượng thế giới hung hiểm cực kỳ, xa không lúc này Diệp Thần có thể đặt chân. Yên tâm, Vũ Hoàng cổ đế sẽ không giết hết nàng. Không chỉ là có thiên đạo quy tắc hạn chế, còn có người luân hồi khí vận, ở trình độ nhất định vậy bảo vệ bên người thân bằng cùng chí giao. Nhâm Phi Phàm biết được thiên đạo quy tắc vận hành, cho dù là Vũ Hoàng cổ đế, cũng không thể vi phạm thiên đạo. Vũ Hoàng cổ đế hiện tại đang đứng ở đột phá mấu chốt,
tuyệt sẽ không đi tùy ý dính nhân quả, đặc biệt là cùng luân hồi liên hệ quan hệ. Diệp Thần nghe lời nói này, tâm tình mới dần dần khôi phục như cũ, hắn rơi vào trầm tư. Cho dù thân độ Uyển Nhi tạm thời không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng ai có thể biết Vũ Hoàng Cổ Đế tiếp theo sẽ làm gì chứ? Chỉ cần không phải đem thân độ Uyển Nhi giết chết, vậy những thứ khác hành vi, không hề sẽ đưa tới thiên đạo cắn trả. Cõi đời này, sống không bằng chết hình phạt nơi nơi. Nhâm Tiền Bối người yên tâm, ta sẽ không xung động. Diệp Thần mở miệng nói. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, chợt đem võ uy thiên kiếm trên lưu lại cuối cùng vậy tơ linh niệm đóng lại, đặt ở Diệp Thần trên mình. Trước đem vật này giữ lại, có lẽ sau này đi đến thái thượng thế giới lúc đó, người có thể bằng vào vật này cảm ứng được nàng tồn tại. Tiếp theo bọn họ liền ở thương nghị đường phía sau phải thế nào đi. Theo Diệp Thần thực lực không ngừng tăng trưởng, đã đạt đến kinh người bước, sợ rằng sau đó, đem sẽ bước vào thái thượng đời ngưỡng cửa của giới. Cái này là không cách nào tránh khỏi một bước, cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Trên căn bản mà nói, thái thượng thế giới chính là chư thiên vạn giới trong đó, xếp hạng thứ nhất thánh địa tu luyện. Tại sao người hạ giới chen chúc bể đầu ra cũng muốn tiến vào thái thượng thế giới? Bởi vì nơi đó tư nguyên linh khí 10 phần phong phú, tất cả loại linh thảo bảo dược tùy ý có thể gặp. Tại thái thượng thế giới tu luyện cả ngày, đền bù hạ giới tu luyện một năm. Chư thiên vạn giới xếp được cho danh hiệu tuyệt đỉnh cường giả, trừ ra ma tổ vô thiên cái này cùng biến thái tồn tại ra, cơ hồ đều là từ thượng giới tới. Thái thượng thế giới là ta phải địa phương muốn đi, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ đi tìm nàng. Diệp Thần kiên định mình tín niệm trong lòng. Mà một màn kế tiếp để cho hắn có chút ngây ngẩn, cách đó không xa võ uy thiên kiếm, lại tản mát ra nhàn nhạt nhu hòa ánh sáng. Đây là... Diệp Thần có chút nghi ngờ đi vào, vừa định đưa tay chạm, chỉ gặp đây là, một đạo cột sáng phóng lên cao, không biết đi thông phương nào, tầng mây quang đều bị một bó bóng dáng che lại. Võ uy thiên kiếm tựa như được loại nào đó triệu hoán, kẹp ở tầng mây trong đó. Ngay vào lúc này, Diệp Thần trong cơ thể vậy sinh ra dị động. Huyết long hư ảnh nổi lên, còn có chút choáng váng, liền chính hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chủ nhân, chuyện gì xảy ra? Ta vì sao đột nhiên liền đi ra bên ngoài tới? Huyết long mở quả nhãn, khắp nơi ngắm nhìn, thấy uy phong lẫm lẫm võ uy thiên kiếm lúc đó, trở nên có chút kinh ngạc. Mà ngoài ra hai cây thiên kiếm, tai nạn thiên kiếm cùng hoang ma thiên kiếm, lại là dốc toàn bộ ra. Còn có long uyên thiên kiếm, lại từ bỏ huyết long hồn phách. Một mình đi võ uy thiên kiếm ở địa phương đó. Bốn cây kiếm tất cả chấp một khối, nắm trong tay đông nam tây bắc. Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm cũng có chút kinh ngạc. Bốn cây thiên kiếm đồng thời tập hợp đông đủ, này cùng cảnh tượng vẫn là lần đầu nơi gặp. Còn không cùng Diệp Thần suy đoán nguyên do trong đó, xa xa liền có một đạo lưu quang soạt bay tới, hai bên khơi dậy muôn vàn dị tượng. Thần La Thiên Kiếm. Kỷ Tư Thanh Thần La Thiên Kiếm. Thanh kiếm này lại có thể cũng tới. Mà không lâu sau, thần La Thiên Kiếm lại thả nó bốn người phối hợp chung một chỗ. Hơn nữa cái này năm cây thiên kiếm bên trong, tựa hồ tôn ti có khác biệt. Cái khác bốn cây thiên kiếm yên tĩnh trôi lơ lửng. Treo ở giữa nhất, chính là Long Uyên Thiên Kiếm. Long kiếm vi tôn, bát phương tới hướng. Đi qua Diệp Thần không ngừng rèn luyện, hơn nữa huyết long chiếm cứ, Long Uyên Thiên Kiếm lúc này đã là mấy thanh kiếm trong đó. Vô cùng là nổi tiếng tồn tại. Bàn về lấy chiêu thức nhiều thay đổi cùng uy lực, sợ rằng đứng sau tám đại thiên kiếm bên trong, xếp hạng thứ nhất luân hồi thiên kiếm. Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm hai mắt nhìn nhau một cái, hai người đồng thời nhận định chuyện này tuyệt không đơn giản. Năm cây thiên kiếm đồng thời tụ họp. Hơn nữa vẫn là tại chưa có kiếm chủ ra mặt dưới tình huống. Hoàn toàn là tự phát tính hành vi. Này cùng tình huống, không thể không làm người ta hoài nghi. Nhâm Phi Phàm hơi ra một phiến cự kình thần thụ lá cây, phiêu sái mà rơi, vừa vặn định ở năm cây thiên kiếm ở giữa. Giờ khắc này giống như đá rơi xuống nước, dẫn phát dây chuyền hiệu quả. Năm cây thiên kiếm, đều là kịch liệt rung động. Một khắc sau ngửa mặt lên trời đủ khiếu, kiếm minh thanh âm bên tai không dứt, vang vang có lực, truyền khắp vạn dặm. Như vậy chấn động dị tượng, tự nhiên ở không thiếu địa phương truyền ra. Có chút tông môn người tu luyện. Trực tiếp phá cửa ra, cha xem này cùng dị tượng. Những người đó bên trong không hề rõ ràng, có nghi ngờ, nhiều hơn chính là khiếp sợ.
năm cây thiên kiếm, ai có thể được trong đó một cái, là được xưng bá một phương thiên địa, một mình là vương. Chỉ tiếc bọn họ chỉ có thể làm nhìn, không cách nào chạm tới cái này cùng thần thánh vật. Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm kiến thức rộng, tự nhiên xem được càng nhiều. Năm cây thiên kiếm tề tụ một đường, cũng không phải là đang hoan hô, cũng không phải chúc mừng, tựa hồ là thần phục. Đúng, như vậy dâng trào trấn nhiếp lực lượng, cũng không phải là vì chiến đấu hoặc là thị uy sử dụng, mà là toàn bộ chỉ hướng một chỗ nào đó. Ung ung, chỉ nghe gặp một tiếng bạo liệt vang lớn, chấn động truyền ra, Diệp Thần đám người trước mắt, khơi dậy sáng vô cùng ánh sáng. Diệp Thần trong lòng, lúc này dâng lên một hồi vô cùng là cảm giác đặc thù. Nhâm Phi Phàm ánh mắt híp lại, cũng không có bị đạo tia sáng này ảnh hưởng. Làm cảnh tượng trước mắt lúc xuất hiện lần nữa, biến thành một phiến mênh mông biển khơi. Đây là thật mênh mông biển khơi. Hư không chồng lên nhau, tầng tầng đệ vào. Năm cây thiên kiếm đều xuất hiện, chẳng lẽ chỉ là vì cho gọi ra một phiến biển. Bỗng nhiên lúc này, Diệp Thần đầu óc bên trong, linh quang chợt hiện. Cái này phiến biển hắn tựa như giống như đã từng quen biết. Đó là ở vô tận trên cô đảo, hắn đang tu luyện tinh thần đổi lúc đó, từng thử nghiệm đẩy ra diễn một nơi đất thần bí. Nhưng sau đó nhưng suy diễn ra một phiến thần bí vùng biển, xuất hiện cái này như nhau để cho hắn mơ tưởng cầu mong đồ. Luân hồi thiên kiếm. Đây là luân hồi thiên kiếm chỗ ở vậy cái hải vực. Dõi mắt nhìn lại, biển sâu vòng xoáy chậm rãi dòng nước chảy, bề ngoài nhìn qua vô cùng bình tĩnh, nhưng là nhưng ngầm ý định giết người. Vô tận gió bão bàn tại trên mặt biển, cuồn cuộn không ngừng, để cho nhân tâm sinh sợ sợ hãi. Nhâm Phi Phàm đã từng vậy gặp qua này cùng gió bão, xuyên qua tầng tầng ngăn trở, bọn họ thấy được một bó kim quang. Đạo kim quang kia lóe lên không ngừng, như ẩn như hiện, thần bí mê ly. Trọng yếu hơn chính là, hắn mang theo một chút luân hồi hơi thở. Luân hồi thiên kiếm, luân hồi chi chủ khí vận, cùng thiên địa này tức tức tương quan, ngươi đã là nhiều lần thấy cái hải vực này, chắc hẳn ngươi cách bắt được chân chính luân hồi thiên kiếm cũng không xa. Nhâm Phi Phàm trầm tư chỉ chốc lát sau, mở miệng nói. Luân hồi thiên kiếm ánh sáng, có cực hạn sức hấp dẫn. Cơ hồ là ở ngắn ngủi ngay tức thì, liền xuyên thấu cái hải vực này, vượt qua vô số hư không, chỉ dẫn Diệp Thần trước hướng nơi này. Diệp Thần cả người một hồi bước ra bước chân, thì phải hướng vậy đạo vòng xoáy đi tới. Nhưng Nhâm Phi Phàm càng làm sao xem lại càng cảm thấy không đúng, lập tức ra tay ngăn lại Diệp Thần. Diệp Thần giống như là trước liền ma như vậy, thì phải một bước bước vào trong đó. Nhâm Phi Phàm kịp thời kịp phản ứng, một trường nghiêng chụp, kịp thời xua tan Diệp Thần bên người nơi vòng quanh áp lực. Vậy chỉ là một đạo ảo ảnh mà thôi, không nên lên làm, nếu không ngươi biết ngã vào vô tận hư không, không cách nào phục hồi như cũ. Nhâm Phi Phàm lên tiếng nhắc nhở, lập tức liền để cho Diệp Thần tỉnh hồn lại. Diệp Thần lúc này lui về phía sau, thần sắc ngưng trọng. Hắn chế trụ trong cơ thể vậy cổ đối với luân hồi thiên kiếm khát vọng. Lần trước hắn chính là xuất hiện như tình huống như vậy, ngược dòng thiên thần mảnh vỡ lúc đó, cưỡng ép suy diễn thiên đạo, lâm vào luân hồi cạm bẫy, thiếu chút nữa không ra được. Vẻn vẹn chỉ là một món luân hồi kiếm khí mà thôi, khi đó liền để cho Diệp Thần thiếu chút nữa tài ngã nhào. Bất quá lúc này không giống ngày xưa, hắn thực lực đã tăng cường rất nhiều, có lẽ còn không có đạt tới hoàn toàn nắm trong tay luân hồi thiên kiếm bước, nhưng vậy tuyệt sẽ không bị một món nho nhỏ kiếm khí quấn quanh. Diệp Thần hít sâu một hơi, tinh thần lực thả ra, lại là chủ động hướng vậy một món luân hồi kiếm khí đi, tiến hành dò xét, mà hắn ánh mắt trong đó, vậy dần dần hiện ra khác thường hào quang. Hắn cần muốn tìm được mình thiết tấu, không bị luân hồi kiếm khí ảnh hưởng, mà là muốn dẫn dắt luân hồi kiếm khí. Nhâm Phi Phàm cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn, tùy thời chuẩn bị ra tay, để phòng bất cứ tình huống nào. Diệp Thần tốc độ trưởng thành làm người ta cười khanh khách. Dẫu sao ở mấy năm trước, hắn còn chỉ là một thực lực nhỏ yếu tu sĩ mà thôi. Hiện tại cũng đã có thể cùng tất cả đại cường giả tranh phong, như vậy tốc độ trưởng thành, làm người ta trố mắt nghẹn họng. Diệp Thần khí thế đổi được càng ngày càng mạnh, bắt đầu dần dần nắm trong tay tiết tấu. Hắn vung tay lên một cái, bát loạn dù sao, vậy biển sâu chảy loạn, theo bàn tay hắn chậm rãi đi hai bên thối lui. Mà hắn vậy chân chính gặp được cái này một phiến mênh mông biển khơi. Cái hải vực này nối liền hư không, bên ngoài sóng lớn mãnh liệt,
nhưng bên trong nhưng là gió êm sóng lặng. Một vạch kim quang đứng sừng sững tại cuối đường chân trời, chiếu rọi toàn bộ vùng biển, để cho nơi này nhìn như vô cùng thánh khiết, bao phủ uy nghiêm chói lọi. Bên ngoài, Diệp Thần duy trì đưa tay chạm động tác, nhưng thần hồn đã tiến vào trong hư không, cùng vậy phiến mênh mông biển khơi sinh ra liên lạc. Nhâm Phi Phàm yên lặng bảo vệ ở bên người, tỉnh bơ, sau lưng có một đạo bóng đẹp cực nhanh chạy tới, chính là Kỷ Tư Thanh. Kỷ Tư Thanh thấy Diệp Thần như vậy hình dáng, lại đang kiếm kia trong trận phát hiện mình thần La Thiên Kiếm, không khỏi có chút nghi ngờ. Không cần lo lắng, chẳng qua là phát hiện Luân Hồi Thiên Kiếm tung tích mà thôi, hắn muốn đi thử nghiệm một tí, liền để cho hắn đi đi. Nhâm Phi Phàm cười nói, chữ bên trong hành gian một chút đều không lo lắng. Kỷ Tư Thanh trần chờ nửa nháy mắt, cuối cùng gật đầu một cái. Nhâm Phi Phàm có thể nói là Diệp Thần hộ đạo giả, cũng là người dẫn đường một trong, cũng vừa là thầy vừa là bạn, ân trọng như núi. Cho nên nàng không hề lo lắng Nhâm Phi Phàm sẽ đối với Diệp Thần như thế nào. Chỉ là lo lắng Diệp Thần có thể hay không đồng phục được cái này cầm Luân Hồi Thiên Kiếm. Luân Hồi Thiên Kiếm thật muốn xuất thế. Vẫn là nói, đây bất quá là báo trước. Một bên khác, Diệp Thần ý thức đã vượt qua vậy phiến hư không, đi tới mênh mông trên biển. Luân Hồi Thiên Kiếm ở vào cuối đường chân trời, cứ việc cách nhau khá xa, Diệp Thần như cũng có thể cảm nhận được nồng nặc kia cực kỳ luân hồi kiếm khí. Không hổ là lấy thuần túy luân hồi lực lượng nơi trúc thành, còn xen lẫn thiên đế cốt, lấy khí là nhận, lấy cốt làm gốc, đối với thanh kiếm này thật vẫn là khoát ra được. Nghĩ đến đây, Diệp Thần không khỏi thổn thức xúc động, bởi vì đời trước luân hồi chi chủ, không chỉ có dâng ra mình thiên đế cốt, còn lấy thân là làm nền, chủ tính một vòng này chuyển thế. Có lẽ ở chỗ này sau lưng, còn cất giấu một cái động trời đại bí mật. Diệp Thần từ từ đến gần đường chân trời, thấy rõ Luân Hồi Thiên Kiếm tướng mạo, kiếm này là do đời trước Luân Hồi chi chủ, cũng chính là đời trước mình thiên đế cốt đúc thành, phát ra thần thánh tia sáng đồng thời, nhưng lại sáng bóng lạnh lẽo. Nhưng còn không cùng Diệp Thần xem xét cẩn thận, nơi này liền sinh ra động tĩnh khác lạ. Ngút trời sóng thần, không có dấu hiệu nào tan biến lên, thủy triều lên xuống dâng trào, vô cùng vòng xoáy, giống như là có hải thú ở trong đó di động. Mà vậy cầm Luân Hồi Thiên Kiếm, vậy gặp phải loại nào đó vô hình chấn động. Kim quang mở hết, vô cùng sáng chói, tựa như một vòng mặt trời gay gắt, bộc phát ra cực kỳ thần thánh uy nghiêm ánh sáng. Kim quang như ẩn như hiện lúc đó, Diệp Thần giống vậy lấy Luân Hồi Thiên nhãn đối. Hai đạo luân hồi lực lượng ngang nhiên đụng nhau, sóng biển trở thành áp lực bính phát điểm, thình thịch nổ vang, ngắn ngủi ngay tức thì liền cuộn sạch ra. Nước biển ngược dòng lên, rót ngược vào, tràn ngập ở hư không kẽ hở gian. Bên ngoài trong không gian, Nhâm Phi Phàm hai tay vòng ngực, mắt thấy một màn này, thần sắc có chút kinh ngạc. Thằng nhóc giỏi, lần trước còn bị cái này sóng biển cho hành hạ được mất sức, hiện tại lại có thể cùng ngay mặt đối kháng. Nhâm Phi Phàm âm thầm khen ngợi. Liền Kỷ Tư Thanh cũng là ngạc nhiên không dứt. Vậy vô biên vô tận vùng biển, giống như một vòng cự thú, tựa như tùy thời có thể đem người nuốt mất. Mà Diệp Thần thần hồn, chỗ ở trong đó, cùng Luân Hồi Thiên Kiếm uy áp đối kháng. Một khắc sau, càng để cho người không tưởng được sự việc phát sinh. Ngưng tụ thành lộ vẻ cảnh trận năm cây thiên kiếm, giống như lưu quang, hưu bay ra, đi tới Diệp Thần bên người. Năm cây thiên kiếm giống như gương sáng, treo ở Diệp Thần đỉnh đầu, tản mát ra cực kỳ mãnh liệt uy nghiêm. Hai bên đối lập đứng, nhưng cuối cùng ai cũng không cách nào làm sao ai. Luân Hồi Thiên Kiếm vậy phát giác Diệp Thần cái này người phá rối lợi hại, lại chủ động co giúp lại, chậm rãi thối lui. Mà Diệp Thần hồn phách, vậy từ trong hư không trở về, trở lại bản thể, cùng hắn tỉnh lại sau đó, trong mắt tràn đầy kích động sắc thái. Ta biết đại khái Luân Hồi Thiên Kiếm ở địa phương nào. Diệp Thần nói, đối với hắn mà nói, luân hồi hơi thở không cách nào tránh khỏi, cho dù là ngắn ngủi ngay tức thì, hắn vậy có thể phân biệt được. Địa phương nào? Ta cũng không quá xác định, cảm giác không ở chỗ này chỗ, đó là phiến vừa nhìn vô tận mênh mông biển, bốn phía yên lặng tường hòa, bất quá nhưng cuối cùng có chút quỷ dị. Diệp Thần suy nghĩ, vừa nói vừa đáp. Nhâm Phi Phàm nói, có lẽ ngươi có thể sớm làm chuẩn bị. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, lời này hiểu thế nào? Nhâm Phi Phàm nói, lấy hư không lực, mở ra vậy đạo cấm chế. Diệp Thần nói, hư không lực,
có lẽ có thể thử một lần. Hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu thử nghiệm cảm giác hoàn cảnh chung quanh. Vậy phiến hư không dần dần đóng cửa, mà hắn tản ra mênh mông đại dương lực lượng, cũng bị rút lui đi. Kim quang tiêu trừ, to lớn luân hồi hơi thở dần dần biến mất, thẳng đến nơi đây quay về là bình tĩnh. Nhưng Diệp Thần cũng đã cùng vậy một món sạch bóng sinh ra liên lạc, hắn hai tròng mắt đóng chặt, đầu óc bên trong cảm ứng như vậy lực lượng. Vào giờ phút này, hắn linh niệm tựa hồ còn đắm chìm trong vậy phiến kim quang lóe lên đại dương trong đó. Đối với luân hồi thiên kiếm, Diệp Thần chí ở tất được, vô luận dùng hết biện pháp gì, hắn cũng phải lấy được thanh kiếm này. Ngay sau đó ở hắn cảm ứng dưới, vậy một đạo luân hồi kim quang đổi được càng ngày càng mãnh liệt, mà chính hắn cả người vậy hiện ra luân hồi hơi thở. Lột xác đang lặng lẽ sinh ra. Cùng lúc đó, tầm mắt chuyển hướng trên trời hùng vĩ hào hùng thái thượng thế giới, nơi này so với thông thường tới từ hạ giới tốt hơn rất nhiều. Mà đứng sừng ở núi thần trung ương, chính là vạn khư thần điện chỗ tòa này đồ vật khổng lồ. Giờ phút này, vạn khư thần điện trong đó có người lui tới, thiên môn từ từ mở ra, mây mù nhô lên, hình thành một phiến cực kỳ thần bí bí cảnh. Đoàn người đang leo núi. Vậy được người ép một cô thiếu nữ, đang đi thần đỉnh đi tới, nơi đó có một tòa thiên lao. Cái gọi là vạn khư thiên lao, chính là tống giam trọng đại phạm nhân địa phương. Thần đồ thiên âm trước chính là bị nhốt ở chỗ này, có đặc thù thần thức trói buộc, cấm chế dày đặc đem bao vây, nàng thực lực căn bản không có thể phát huy. Thần đồ Uyển Nhi bước chân vào đen thui gian nhà, nàng cúi đầu, im lặng không nói, bất quá rất nhanh thì có người tới tra hỏi. Nhưng thần đồ Uyển Nhi toàn bộ hành trình mắt lạnh đối đãi, cũng không nói gì. Qua không lâu, một tên vạn khư thần điện trưởng lão tới chỗ này, trên dưới quan sát thần đồ Uyển Nhi một phen. Ta khuyên người tốt nhất là nhanh lên thành thật khai báo. Nếu không chọc giận Vũ Hoàng đại nhân, đến lúc đó cũng không có người trái cây ngon ăn. Người trưởng lão kia, lạnh lùng nói. Hơn nữa để cho thần đồ Uyển Nhi giao phó hắn xuất lĩnh quân phản loạn chỗ ở vị trí. Bất quá lấy được, nhưng là thần đồ Uyển Nhi hàn băng ánh mắt. Thần đồ Uyển Nhi sừng sững không nhúc nhích, như nữ hoàng vậy cao cao tại thượng, đối với hắn vặn hỏi mặc kệ không để ý tới. Người trưởng lão kia vậy không khách khí, cười lạnh một tiếng sau đó, liền mở ra vạn đạo hình phạt. Vậy thì để cho ngươi thử một chút cái này đạo hình phạt. Vạn khư thần điện trưởng lão hai tay vòng ngực, đứng ở tù bên ngoài mắt lạnh bên cạnh xem. Thần đồ Uyển Nhi mới vừa trải qua đại chiến, thân thể thượng hư, lại sao có thể chịu được như vậy hình phạt. Làm vậy sấm sét lúc hạ xuống, ầm ầm cuộn sạch, trong đó còn sảm tạp vô hình lực lượng thần bí. Đó là Vũ Hoàng cổ đế ý niệm, lâu dài tới nay, có thể áp đặt ở người trên mình. Nếu ngươi không muốn phối hợp, vậy thì để cho ngươi hoàn toàn trở thành vạn khư thần điện con rối. Đến lúc đó ngươi liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tên này trưởng lão âm cười một tiếng, chợt xoay người rời đi. Ở đó vô tận sấm sét gió bão trong đó. Thần đồ Uyển Nhi dần dần đổi được điên cuồng. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ thẫm, diễn cảm đờ đẫn, trong mắt chỉ có hừng hực thiêu đốt chiến ý. Chu diệt luân hồi chi chủ. Chu diệt luân hồi chi chủ. Một câu nói này ở bên tai của nàng quanh quẩn, trải qua hồi lâu không ngừng, dường như muốn xâm lược đến tâm linh của nàng chỗ sâu nhất, hoàn toàn làm người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Mà ở nơi này vậy sấm sét rèn luyện dưới. Thần đồ Uyển Nhi dần dần trầm mặc xuống. Nhưng cặp mắt kia, như cũ đỏ thấm như máu. Diệp Thần các người cũng không biết thái thượng thế giới nơi sự tình phát sinh, vậy không biết thần đồ Uyển Nhi đang thừa nhận to lớn hành hạ. Hắn cảm giác được vậy phiến có dấu luân hồi thiên kiếm đại dương, đến khi lúc đi ra, đầu óc bên trong hiện ra luân hồi thiên kiếm vang vang âm. Luân hồi thiên kiếm, đã cách hắn càng ngày càng gần. Nhất niệm đến đây. Diệp Thần nhìn về phía yên tĩnh xúc đứng ở một bên võ uy thiên kiếm. Từ những thứ khác bốn đại thiên kiếm hô ứng lẫn nhau, định ra luân hồi thiên kiếm rơi xuống sau đó, võ uy thiên kiếm liền lại cũng mất động tĩnh, trở thành một cái khôn khéo đứa bé. Bất quá trừ Diệp Thần ra, những người khác không thể đến gần, nếu không võ uy thiên kiếm đem sẽ lộ ra dữ tợn răng nanh. Không biết Uyển Nhi tình huống như thế nào. Diệp Thần nghĩ đến chỗ này chuyện, thở dài. Hắn đối thần đồ Uyển Nhi vậy khá là để ý, hết lần này tới lần khác hiện tại mọi chuyện triền thân, không cách nào đến giúp đối phương quá nhiều.
bất quá tin tưởng mình luân hồi khí vận vậy thật sâu ảnh hưởng nàng. Hẳn không biết xảy ra chuyện. Bước kế tiếp hắn liền muốn đi tìm luân hồi thiên kiếm, nếu như có thể đạt được này cùng thần kiếm, vậy hắn thực lực, nhất định sẽ lớn lần dâng lên. Đến lúc đó, có lẽ thì có đi thái thượng thế giới sức lực. Diệp Thần nhắm lại hai tròng mắt, tiếp tục tu luyện. Năm cây thiên kiếm như cũ treo ở trước mặt, mà Diệp Thần chính là từ trong thu được không thiếu cảm ngộ. Cái này năm cây thiên kiếm tề tụ một đường, ngưng tụ thành đặc thù tràng vực. Diệp Thần ở vào đặc thù tràng vực bên trong, thật giống như mở ra một đạo thế giới mới cửa, rất nhiều cảnh tượng kỳ dị hiện lên ở hắn trước mắt. Cuồn cuộn lực lượng ngút trời lên, đậm đà ma khí không ngừng lộn, theo tới còn có núi rừng chim thần, đáy biển cự vật. Diệp Thần thấy một màn này, nhất thời đổi được vô cùng nghiêm túc. Bởi vì hắn nhớ lại một cái truyền thuyết. Đó là có liên quan tám đại thiên kiếm bí mật, tục truyền gom đủ tám đại thiên kiếm sau đó, là có thể bằng vào trong đó mạnh mẽ thần phách, cũng là cựu Nhật chi chủ, tìm được nơi lưu lại bảo tàng. Cựu Nhật bảo tàng, đại danh đỉnh đỉnh. Cho dù là những cái kia thân ở cao vị người nắm quyền, nghe tới cựu Nhật bảo tàng sau đó, như cũ sẽ thành được kích động. Đây chính là bước ngang qua hai tiếng đời bảo tàng à, trước không nói trong đó cất giấu có chân quý bảo vật, còn dư lại thiên võ ngọa long kinh, hắn nhất định phải đạt được. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhắm mắt trầm tư, hiệu quả hắn muốn cũng không chỉ ước chừng nơi này. Cựu Nhật chi chủ bảo tàng, đây chính là mọi người ngày nhớ đêm mong tồn tại, dẫu sao cựu Nhật chi chủ đã từng cũng là trong trời đất này mạnh mẽ tồn tại. Hắn lưu lại bảo tàng nhất định sẽ gặp người nhớ. Một điểm này không cách nào chối. Căn cứ truyền thuyết, hậu nhân cần gom đủ tám đại thiên kiếm, gom góp thành cựu Nhật chi chủ nguyên vẹn linh hồn, mới được có liên quan cựu Nhật bảo tàng mở chìa khóa. Diệp Thần bây giờ có được 5 cây thiên kiếm, có thể gom góp ra bộ phận hồn phách, vì vậy cũng có thể dò ngó gặp một chút dạng nguyên thủy. Hắn lấy được đầu mối, giống như một đoàn trong hỗn độn ánh sáng lúc tối. Mà đang ở tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm nổ vang. Thật giống như có một tòa to lớn thế giới cửa, ở trước mặt hắn chậm rãi mở ra, cơ hồ phải đem linh hồn người chìm ngập. Vô biên vô tận gào thét tiếng gió, ngang dọc tàn phá, hết sức kéo dài, ở đó cuối đường chân trời, tựa như xuất hiện một tôn to lớn đại trung, nhẹ nhàng gõ, Phật đạo tiếng sấm truyền khắp nơi, để cho nhân thần tư để chống. Mà Diệp Thần vậy được như vậy thần thánh lực lượng tẩy, chợt cảm thấy vô cùng thoải mái. Đó là cựu Nhật bảo tàng mang theo to lớn hơi thở, vậy có thể nói là cũ thời đại lưu lại trói lọi. Diệp Thần ở nơi này chờ hơi thở cuộn sạch dưới, duy trì một chút trong sạch. Hắn nơi muốn tìm, chính là bảo tàng mở phương pháp. Bất quá 5 cây thiên kiếm còn chưa đủ. Chỉ có thể kích hoạt bộ phận hồn phách mà thôi, cũng không thể đem thả ra ngoài. Đến khi 8 đại thiên kiếm gom đủ ngày, chính là cựu Nhật bảo tàng, tái hiện nhân gian lúc. Hắn hiện tại nơi muốn tìm bất quá là một chút đầu mối mà thôi. Đối mặt này loại tình cảnh, Diệp Thần ý thức dần dần khôi phục thanh tỉnh, mà vậy 5 cây thiên kiếm vậy từ triệu hoán trong trạng thái khôi phục như cũ. Xem ra dựa hết vào 5 cây thiên kiếm vẫn là không được à, không cách nào gom góp thành hoàn chỉnh đầu mối, hơn nữa cấm kỵ khá nhiều. Diệp Thần lắc đầu một cái, hắn nhớ lại chỗ ở biển sâu luân hồi thiên kiếm, kim quang cuồn cuộn, uy lực vô cùng. Không hổ là ngày thứ nhất kiếm danh tiếng. Chỉ có đem luân hồi thiên kiếm bắt vào tay, mới có thể thử một lần. Lại giải quyết còn dư lại thiên kiếm, vấn đề cũng không lớn. Bất quá, tám đại thiên kiếm ở giữa, chôn vùi thiên kiếm tương đối đặc thù, nó cũng gọi yên vắng vẻ thiên kiếm, dễ dàng tìm được. Năm đó chiến thắng Hồng Thiên Kinh sau đó, yên vắng vẻ kiếm linh thừa dịp loạn mang đi thiên kiếm. Mặc dù không biết kiếm linh này đang bố trí cái gì, nhưng nếu như Diệp Thần nguyện ý tốn thời gian, vậy rất dễ dàng tìm được. Giờ phút này, 5 cây thiên kiếm phân biệt tản đi, Diệp Thần đem võ uy thiên kiếm thu ở bên người, sau đó đi hư không nơi thực tập, chui luyện mình thân xác cùng thần phách. Hắn đầu tiên là lấy sấm sét vạn pháp thúc dục hỗn độn thần lôi, triệu hoán ra bầu trời chỗ sâu bí mật lôi hoang, tại giữa trời đất nổ vang, ánh sáng không ngừng, cuồn cuộn không ngừng. Rồi sau đó lại triệu hoán ra 3 cây thiên kiếm. Vắt ngang tại trong tinh không, lẫn nhau đối lập, nhưng lại kết thành trận pháp. Hắn đây là đang chui luyện tự thân công hồi huyết mạch giống như là từng đạo quyên tế lưu, tràn vào mỗi cái kinh mạch đoan khẩu. Diệp Thần thân xác cũng ở đây loại sông lên xoát dưới không ngừng trở nên mạnh mẽ.
Bất quá ngay tại Diệp Thần ngồi xếp bằng tại trong hư không lúc đó, ở đó hạ giới cùng thái thượng thế giới tiếp giáp địa phương, một đạo bóng đẹp lặng lẽ hiện lên, rồi sau đó thoáng hiện tới, chạy thẳng tới Diệp Thần ở địa phương đó. Cùng lúc đó, Diệp Thần tùy thân mang theo võ uy thiên kiếm, lại là sinh ra chút ông minh. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần nhất thời mở hai mắt ra, có chút nghi ngờ. Võ uy thiên kiếm yên lặng hồi lâu, hiện tại lại vì sao đột nhiên có phản ứng. Bất quá một khắc sau, hắn liền rõ ràng, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về tinh không chỗ sâu. Ở đó tinh không kẽ hở bên trong, bỗng nhiên lúc này có màu đen nham thạch nóng chảy cuồng trào ra, giống như là lũ quét sóng thần, chạy về phía Diệp Thần ở địa phương đó. Có thể nói được cho là đột nhiên đến, làm người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Có người đánh lén. Diệp Thần thần sắc như thường. Hắn cảm nhận được liền một hồi mãi mãi khí tức lạnh lẽo, tràn đầy nồng nặc đạo nhân quả uẩn, cho dù là hắn, cũng không khỏi không lên tinh thần, bày trận mà đợi. Cái gì bọn chuột nhắt, dám làm đánh lén, không dám lộ mặt sao? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, thân như tia chớp, chắp tay hành lễ tới giữa, cuồng bạo sấm sét bốn tản ra, hóa thành từng tờ một phong cách cổ xưa lôi quang tấm thuẫn, cùng vậy đầy trời màu đen nước lũ ngang nhiên va chạm. Bành! Vậy một đạo màu đen nham thạch nóng chảy xem thác nước vậy, gào thét xông qua, cơ hồ đem toàn bộ hư không tràng vực cũng chấn trụ. Diệp Thần vốn lấy sấm sét cần phải, nhưng ai biết màu đen kia khí thức cuồng bạo lại vòng qua hắn, trực tiếp vòng trận một tuần, ở chung quanh hắn không ngừng quanh quẩn. Diệp Thần vận dụng luân hồi thiên nhãn, nhìn về phía hư không chỗ sâu, bỗng nhiên cảm thấy sự việc có điểm không đúng. Bởi vì màu đen kia ma khí trong đó dần dần đi ra một bóng người. Là hắn vô cùng người quen. Thân độ Uyển Nhi. Uyển Nhi, ngươi. Diệp Thần mới vừa muốn mở miệng hỏi, nhưng là một khắc sau, hắn liền ngậm miệng lại. Bởi vì xuất hiện trước mắt hắn thân độ Uyển Nhi, cả người hắc khí lượn lờ, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt băng hàn. Cứ việc mặt mũi, vóc người, cùng với khí chất cũng giống nhau như đúc. Nhưng Diệp Thần biết, đây không phải là thân độ Uyển Nhi. Hoặc là nói không phải trạng thái thanh tỉnh xuống thân độ Uyển Nhi. Làm Diệp Thần tỉnh hồn lại thời điểm, bên người võ uy thiên kiếm rung động hai cái, chợt nhanh chóng bay đi, trở lại thân độ Uyển Nhi bên người. Diệp Thần thấy một màn này, trong lòng nhất thời rất kinh ngạc, nhanh chóng lui về phía sau. Ngay tại nháy mắt tức thì, Diệp Thần cảm ứng được cực kỳ ánh sáng nguy hiểm, nhất thời vội vàng lui về phía sau. Mà vậy một cổ vô cùng là kinh người lực lượng, giống như lũ quét chút xuống ra, nóng bỏng, cùng võ uy thiên kiếm hòa làm một thể. Chấn động vô hình hơi thở, giống như là mây đen như vậy đột nhiên đè xuống, cơ hồ hóa là thực chất tính lực lượng. Mà Diệp Thần thần sắc vậy đã sớm kịch liệt biến ảo, hắn thúc dục trong cơ thể hỗn độn thần lôi, hai tay hung hăng vỗ vào trong hư không. Theo tới, chính là lóng lánh sấm sét ánh sáng, giống như là mặt trời như vậy sáng chói, hóa là một vòng luân sấm sét quang cầu, vờn quanh ở Diệp Thần bên người. Oanh! Cơ hồ là ở ngắn ngủi ngay tức thì, cái này một ma một lôi, hai đạo ánh sáng mang đụng vào nhau, ngay tức thì chìm ngập mảnh thiên địa này, vô tận ánh sáng bay lên, làm tâm thần người chấn động. Diệp Thần dĩ nhiên sẽ không nương tay. Đối diện thân độ Uyển Nhi đã không phải đây, bị một cổ lực lượng tà ác điều khiển. Hắn nếu như hạ thủ lưu tình, không chỉ có không cứu được thân độ Uyển Nhi, mình ngược lại còn sẽ phối hợp tánh mạng, như vậy tới một cái mất nhiều hơn cái được. Ở chỗ này trước, hắn cũng đã ngờ tới thân độ Uyển Nhi nhất định gặp phải loại nào đó biến cố. Hiện tại tới xem, đúng như dự đoán. Đây nhất định là Vũ Hoàng cổ đế dở trò quỷ. Vậy chỉ có hắn, mới sẽ nghĩ tới như vậy âm hiểm sắc bén chiêu thức. Lợi dụng luân hồi chi chủ người bên cạnh tới thành tựu vũ khí, lấy này bức bách luân hồi chi chủ. Cái gọi là đạo nghĩa cùng quy tắc, đối với Vũ Hoàng cổ đế mà nói, đều là có thể lợi dụng công cụ. Hắn đã chặt đứt cái này thế gian tất cả ràng buộc, hóa là tàn bạo người thống trị, trong mắt chỉ còn lại có võ đạo. Trước mắt thân độ Uyển Nhi, đã biến thành một cái không có ý thức con rối. Nàng trên mình, lưu lại một chút thái thượng thế giới uy áp. Vậy tuyệt không phải đơn giản liền có thể có được. Nếu như Diệp Thần đoán không lầm, nhất định là Vũ Hoàng cổ đế vận dụng đặc thù cấm kỵ thủ đoạn, đem biến thành một cái con rối. Hắn trong lòng vừa tức giận lại yêu thương. Thân độ Uyển Nhi là được trải qua bao lớn hành hạ, mới sẽ biến thành hiện tại cái bộ dáng này.
thay đổi ý nghĩ tới giữa, màu đen ly hỏa ầm ầm nổ, giống như pháo bông rực rỡ tươi đẹp tản ra. Nhưng là thân Đỗ Uyển Nhi hơi thở co rút lại đến trong nháy mắt, liền biến mất không gặp. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần nhất thời kinh ngạc, nhưng chợt trong lòng chấn động một cái. Nhưng nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, thân Đỗ Uyển Nhi bóng người đi tới trước mặt hắn. Mãnh liệt uy áp lạnh lùng thêm cuồng bạo, đi thẳng tới Diệp Thần trước mặt, để cho hắn căn bản không thở nổi. Võ uy thiên kiếm như ác ma vậy hạ xuống, trong nháy mắt sinh sát đoạt dư, giống như một cái từ vực sâu đi ra ngoài Tu La Ma Vương, đem Diệp Thần bao phủ trong đó. Tà ác hơi thở đập vào mặt, hóa là trời ảnh, nhiều vô số kể. Diệp Thần vội vàng lui về phía sau, vững chắc ứng đối. Hắn căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì thân Đỗ Uyển Nhi tốc độ thật sự là quá nhanh. Đang thay đổi thành con rối trước, thân Đỗ Uyển Nhi vốn là lấy tốc độ tràn vào dài, kết hợp với lực lượng, đem hai người này đặc tính bùng nổ, có thể nói ở trẻ tuổi kiếm tu trong đó, cũng vô cùng là hiếm thấy. Nhưng hiện tại thân Đỗ Uyển Nhi tốc độ, lại tăng lên một tầng thứ, cơ hồ lâm vào là tật phong kiếm tu. Ra tay lúc đó, tật phong kiếm ảnh, cuồn cuộn không ngừng, cuồng bạo như nước thủy triều. Diệp Thần vội vàng lui về phía sau. Có thể tiếp tục như vậy không phải là một biện pháp. Lúc này thân Đỗ Uyển Nhi đã buông tha phòng ngự, hoàn toàn chuyên chú tại tấn công. Nhiều hắc khí đem nơi này hư không bao vây, phòng được bí mật không ra gió, cho nên trong chốc lát, bên ngoài căn bản không cách nào cảm giác được nơi này nơi sự tình phát sinh. Uyển Nhi, người còn nhận được ta không? Diệp Thần đang tránh né đồng thời, còn định cùng thân Đỗ Uyển Nhi câu thông, thức tỉnh nàng bản thể linh thức. Nhiều lần kêu lên, lại không có bất kỳ hiệu quả nào, khôi lỗi công kích ngược lại đổi được càng ngày càng mãnh liệt. Mà Diệp Thần chỉ né tránh, không hoàn thủ, cuối cùng vẫn bị Võ Uy Thiên Kiếm làm bị thương. Keng! Võ Uy Thiên Kiếm mũi nhọn, chặt chém xuống, phong tỏa Diệp Thần đường lui. Mà Diệp Thần chỉ có thể cắn răng, đón đỡ hạ một kích này. Phịch! Chấn động lực lượng, giống như là mãnh liệt cự thú, gầm thét không ngừng, hoảng sợ tới. Thân Đỗ Uyển Nhi thực lực, so với trạng thái thanh tỉnh lúc còn muốn càng dũng mãnh. Cho dù Diệp Thần lấy huyết mạch hộ thể, cũng bị lực lượng vô danh cho đánh được liên tiếp lui về phía sau. Thái thượng lực lượng, vẫn là đáng sợ, quả nhiên đối hạ giới linh lực có khắc chế tác dụng, vậy có thể nói là nghiền ép. Bất quá, thiên đạo vì sao không có hạn chế lực lượng kia? Chẳng lẽ là bởi vì lực lượng này ở thân Đỗ Uyển Nhi trên mình? Mà thân Đỗ Uyển Nhi dính qua nhiều nơi này nhân quả. Diệp Thần lui về phía sau tới xa xa, điều chỉnh hô hấp, khôi phục trạng thái, đồng thời trong lòng kinh ngạc không dứt. Thân Đỗ Uyển Nhi tóe ra lực lượng, hàm chứa thái thượng thế giới căn nguyên, so với tới từ hạ giới, hiếu thắng trên hết mấy cấp bậc. Diệp Thần tĩnh tọa đứng, trong cơ thể hắn luân hồi huyết mạch, đang chậm rãi chuyển động, hội tụ đến khí hải trong đó. Hắn muốn thử nghiệm khống chế được thân Đỗ Uyển Nhi. Lại nghĩ biện pháp giải trừ vậy đạo cấm kỵ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Diệp Thần lại lần nữa mở mắt lúc đó, trong mắt bên trong đã trùm lên một tầng mông lung màu đỏ, thả ra kinh tâm động phách lực lượng, hướng thân Đỗ Uyển Nhi ở địa phương đó cuộn sạch đi. Hắn muốn ngưng kết thành luân hồi dây thừng, tạm thời trói thân Đỗ Uyển Nhi, làm không cách nào nhúc nhích. Thân Đỗ Uyển Nhi không thể nói chuyện, nhưng nơi phát động thế công lại hết sức hung mãnh, cơ hồ là trong chớp mắt. Sẽ đến Diệp Thần bên cạnh. Không tốt. Diệp Thần lúc này trong lòng cả kinh. Khoảng cách gần như vậy, hắn cũng không tốt thi triển luân hồi dây thừng. Bất quá giờ phút này là lúc đã chậm, hắn chỉ có thể lần nữa cứng rắn chống, đỡ được thân Đỗ Uyển Nhi kiếm quang. Cho dù hắn có luân hồi thần thân thể, vậy không nhịn được như vậy dày vò, cổ họng một ngọt, máu tươi nhất thời tràn ra. Thật là đáng chết. Diệp Thần trong lòng tức giận. Nhưng không thể làm gì. Hắn muốn giải cứu thân Đỗ Uyển Nhi, nhưng đối phương nhưng giống như một chỉ biết là tấn công máy móc, không biết mệt mỏi, liền hắn cũng không biết tiếp theo nên làm thế nào cho phải. Hơn nữa hắn hiện tại còn người mang vết thương, được lại tìm một nghỉ ngơi cơ hội nhanh chóng vận dụng bát quái thiên đan thuật và thiên tiên cá chép sao điều chỉnh mới được. Nhất niệm đến đây, Diệp Thần không do dự nữa, phân ra mấy đạo lôi quang, hóa là sấm sét bình phong che chở. Chặn lại đối diện hắc quang. Lôi quang lóe lên, đầy trời khắp nơi, ánh sáng dâng lên, đem nơi này chiếu được giống như ban ngày. Mà chính là mượn cái này một luồng quang sáng,
Diệp Thần thấy rõ thân Đỗ Uyển Nhi hình dáng. Nàng mặc dù mặt không cảm giác, thần sắc lạnh lùng, nhưng là nơi gò má có nước mắt vạch qua. Vậy đạo nước mắt, như vậy đột ngột nhức mắt, ước chừng ngay tức thì, liền để cho Diệp Thần cả người run lên. Tiếp theo mà đến, chính là nồng nặc đau lòng cùng áy náy. Thân Đỗ Uyển Nhi cũng không phải là không có bất kỳ chi giác, nàng còn biết đây là đang cùng mình đối chiến. Chỉ bất quá bị Vạn Khư Thần Điện bí pháp khống chế được, không cách nào thoát thân. Vô luận như thế nào, đều phải có thể bắt được. Trải qua không mấy hiệp đối chiến sau đó, Diệp Thần coi như là rõ ràng, bằng vào trong tay hắn công cụ, tuyệt đối không cách nào đồng phục thân Đỗ Uyển Nhi. Thân Đỗ Uyển Nhi thể chất, vốn là vô cùng mạnh mẽ, năng lực nghịch thiên. Nàng cho dù bị thương, vậy cũng cơ hồ không quan trọng. Nhưng Diệp Thần không hề muốn để cho thân Đỗ Uyển Nhi bị đinh bị thương, cho dù là một chút cũng không được. Hắn hai tay kết ấn, thông suốt đánh ra, ngưng tụ thành một đạo thiêu đốt ngọn lửa cầu. Vậy cái quả cầu lửa, xen lẫn sấm sét. Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân. Hắn muốn xuyên thấu qua tầng này sóng trùng kích, đem thân Đỗ Uyển Nhi trong cơ thể tà khí tách ra. Nhưng là thường thường chuyện cùng mong muốn, hắn tóe ra sấm sét công kích. Đối với thân Đỗ Uyển Nhi mà nói cũng không tác dụng. Không chỉ có như vậy, ngược lại còn có cắn trả. Diệp Thần cắn răng một cái, lại là rất miễn cưỡng triệu hoán ra ba cây thiên kiếm, ngửa mặt lên trời minh khiếu, phân biệt chém về phía một chỗ. Nơi đó màu đen bình phong che chở không có thể chống nổi, đổi được kịch liệt nóng bỏng, mênh mông mấy cái sau đó, liền phịch đích một tiếng vỡ ra, tiêu tán vô hình. Nơi này không gian, rốt cuộc đổi được thông suốt đứng lên. Có bản lãnh nói, ngươi theo ta cùng đi ra. Diệp Thần quay đầu đối hậu phương thân Đỗ Uyển Nhi nói, chợt nhanh chóng xông ra ngoài. Mà thân Đỗ Uyển Nhi cũng không cam chịu yếu thế, vậy đôi giá rét con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Thần hình bóng, không chút nghĩ ngợi, liền dậm chân ra, trong tay võ uy thiên kiếm vậy đi theo bạo tăng. Hai người một trước một sau, phân biệt vọt ra khỏi cái này phiến hư không chi địa. Diệp Thần vận dụng cực kỳ quỷ mị trận pháp, hợp với hư bia lực lượng. Mười phần nhanh nhẹn nhanh chóng, hành vi cũng thay đổi được hợp lý hơn. Nhâm tiền bối, ta gặp ở nơi này liền chút phiền toái, sợ rằng còn được ngươi xuất thủ tương trợ. Diệp Thần bên đi hắn chỗ chạy trốn vừa cho Nhâm Phi Phàm truyền âm. Hai người tới giữa, đã là lẫn nhau là hộ đạo giả, cơ hồ chính là ngắn ngủi ngay tức thì, liền sinh ra tâm linh cảm ứng. Thân ở động phủ trong đó Nhâm Phi Phàm, thông suốt mở hai mắt ra. Hắn đã cảm giác được Diệp Thần tình cảnh, chợt không có phân nửa do dự, lập tức phá vỡ cửa động kết giới trận pháp, đi tới trong hư không. Nhâm Phi Phàm thực lực, xa không hai người có thể so với. Chỉ gặp hắn cách hư không, nhẹ nhàng một chảo, nơi bàn tay liền hội tụ loãng linh lực màu xanh. Vậy một cổ linh lực chậm rãi lan truyền, tựa hồ có loại nào đó ma lực kỳ dị, đem cái này phiến hư không tất cả sự vật cũng định trụ. Khoảnh khắc tới giữa. Gió nổi lên lôi trào. Thân Đỗ Uyển Nhi như thế nào đi nữa dũng mãnh, cũng không cách nào đột phá tầng này trói buộc. Nàng xem con dã thú, chỉ có thể tức giận liền hống, trong mắt tia máu đầy vải. Cô hồn tản đi. Nhâm Phi Phàm đi tới, thấp giọng dù gì nói. Tiếp theo thân Đỗ Uyển Nhi thất khiếu chỗ, phiêu tản ra từng trận mịn hắc vụ, sình sệt như chất lỏng. Mà thân Đỗ Uyển Nhi vậy dần dần bình tĩnh lại. Giống như là một bức tượng điêu khắc lập tại chỗ, động một cái không nhúc nhích. Diệp Thần vậy thở phào nhẹ nhõm, đợi hắn thấy vậy đoàn sền sạch chất lỏng màu đen lúc đó, không khỏi được thần sắc biến đổi. Nhâm tiền bối, đây là cái đồ gì? Diệp Thần có chút nghi ngờ hỏi. Bởi vì hắn phát hiện Nhâm Phi Phàm thần sắc có chút ngưng trọng. Nếu như không phải là đụng phải cái gì khó giải quyết vật thể, Nhâm Phi Phàm tuyệt sẽ không lộ ra vẻ mặt như vậy. Vậy một đoàn màu đen vật thể vô cùng sình sệt, giống như là vô căn cứ ngưng tụ ra, để cho người xem một chút, liền cảm giác được có chút sợ hãi. Dùng ngươi luân hồi lực lượng tới dò tìm tòi, cái này rốt cuộc là thứ gì? Nhâm Phi Phàm nói. Diệp Thần nhất thời trong lòng rét một cái, hắn giơ tay lên, trong cơ thể luân hồi huyết mạch đã vận chuyển. Huyết mạch lực lượng theo hắn cánh tay thả ra, hướng vậy một đoàn nồng nặc chất lỏng sình sệt, thí tìm tòi. Bất quá hắn tựa hồ cảm nhận được liền để cho người khiếp đảm lực lượng kinh khủng, lúc này trong mắt đông lại một cái, thần sắc nghiêm nghị. Tiếp tục, Nhâm Phi Phàm thanh âm ở hắn vang lên bên tai.
Diệp Thần gật đầu một cái, hắn cắn chặt hàm răng, đem luân hồi huyết mạch đi về trước chấn động một cái. Sau đó hắn liền nghe được một hồi thanh âm gầm thét, tựa như tới từ viễn cổ, điếc tai nhức óc, để cho người khó mà chịu đựng. Phá! Nhâm Phi Phàm khẽ quát một tiếng. Chợt, Diệp Thần liền cảm giác được có vật gì bị đả thông. Hắn bắt cơ hội đi về trước bước ra một bước, luân hồi huyết mạch giống như lửa cháy hừng hực thiêu đốt, xuyên qua vậy một tầng chất lỏng sền sệt. Gào thét thanh âm bên tai không dứt, giống như ác ma trước khi chết vùng vẫy. Bất quá Diệp Thần cũng không quản như vậy nhiều, hắn bắt cơ hội nhắm ngay vậy một đạo đen thui khe hở, thẳng đưa tay thăm dò đi. Luân hồi lực lượng phụ trên đó, ánh sáng tách thả ra. Diệp Thần cảm nhận được liền nóng bỏng nhiệt độ, cơ hồ ngay tại ngay tức thì tầng ngoài luân hồi máu bị cháy hầu như không còn. Khá tốt Diệp Thần vận dụng luân hồi thần thân thể, chặn lại cái này cổ minh mông lực lượng. Nếu không hắn thân xác cũng sẽ bị đốt thành cho tẫn, từ đây không còn tồn tại. Làm hắn hoàn toàn vượt qua cái này chất lỏng sình sịch thời điểm, nóng bỏng nham thạch nóng chảy vậy bỗng nhiên lúc này an tĩnh lại. Vậy đoàn chất lỏng sền sịch, chính là dần dần tiêu tán. Hết thảy nặng bình tĩnh lại. Mà lúc này, thần độ Uyển Nhi trên mình vậy một hồi hoang vu hơi thở, cuối cùng là từ từ tiêu tán, lại thuộc về tại bình thường. Nhưng thần độ Uyển Nhi còn chưa có tỉnh lại. Nhâm tiền bối, Uyển Nhi tình huống như thế nào? Vậy một đoàn màu đen vật chất, ta trước kia chưa bao giờ gặp qua, lại vì vật gì? Diệp Thần trong lòng thật là nghi ngờ, từ vậy đoàn màu đen vật chất trên, hắn cảm nhận được liền kinh người bàng bạc năng lượng. Như nếu không phải Nhâm Phi Phàm xuất thủ tương trợ, sợ rằng hắn một người còn không đối phó được vật kia. Nhâm Phi Phàm nghe lời nói này, thần sắc cũng thay đổi được ngưng trọng. Vật như vậy khó đối phó, hơn nữa cũng không trừ tận gốc, như cũ lưu lại ở thân Đỗ Uyển Nhi trong cơ thể. Cái gì? Diệp Thần nghe vậy, nhất thời có chút im lặng. Lúc đầu hắn mới vừa diệt hết, còn không phải là vậy đoàn vật thể bản thể. Thái thượng thế giới vật kỳ dị, từ trước đến giờ nhiều loại đa dạng, đừng nói là ngươi, liền liền ta đối với lần này vậy khó lòng phòng bị. Nhâm Phi Phàm lắc đầu, nhìn về phía hôn mê bất tỉnh thân Đỗ Uyển Nhi, một lát sau chậm rãi nói, ta đã đoán được vật này là cái gì. Nhưng hiện tại cũng không có chữa trị phương pháp, ngoại vật tham dự vào, không cách nào bỏ đi như vậy độc tính. Căn cứ Nhâm Phi Phàm mà nói, cái loại này độc truyền thừa từ Thái Thượng Thế Giới Vạn Độc Thần Điện, này tông môn đã diệt tuyệt. Hoặc giả nói là bị Vạn Khư Thần Điện cho tóm thâu. Nếu như đặt ở ngày cũ thời đại, Vạn Độc Thần Điện cũng coi là tuyệt đối tông môn nhất lưu. Khi đó Thái Thượng Thế Giới người nói tới Vạn Độc Thần Điện, liền mặt liền biến sắc, rối rít làm khủng hoảng. Thái thượng thế giới có không ít người, đã từng gặp hơn 10.000 độc thần điện chèn ép. Khí độc huân thiên, độc trùng bứt rứt. Tất cả có liên quan độc thủ đoạn, Vạn Độc Thần Điện đều hết sức tinh thông, hơn nữa tiến hành rất nhiều tàn ác vô nhân đạo thí nghiệm. Như vậy có thể gặp Vạn Độc Thần Điện thủ đoạn, vì sao tàn nhẫn, khủng bố. Ngày cũ thời đại người bị hắn hãm hại, trong lòng oán hận, nhưng lại đạn kỳ thế lực mạnh, không dám lộ ra. Cho tới sau này. Thời đại mới liên quân tràn vào Thái Thượng Thế Giới, nhấc lên một hồi cuồng chiến tranh triều. Trong đó có một cái thế gia, không chút do dự đạp bằng Vạn Độc Thần Điện, cho dù đó là trên đời nhất là tà ác một trong những thế lực, thế nhưng cái thị tộc các dũng sĩ vậy tuyệt không sợ. Cái đó thế gia, chính là lúc đó Vũ Hoàng Thế Gia. Hậu nhân chỉ biết là, Vạn Độc Thần Điện bị thế lực mới tiêu diệt, nhưng cụ thể là ai diệt, một hỏi tới chính là không biết. Mượn một cây đuốc. Đem Vạn Độc Thần Điện đốt là cho tàn, những thế gia khác liền đi vào dò xét một phen thời gian cũng không có. Thái thượng thế giới người cũng lấy là Vạn Độc Thần Điện tà ác công pháp đều đã bị phá hủy, không nghĩ tới lại còn lưu ở chỗ này. Xem ra năm đó Vũ Hoàng nhất tộc cũng không có đem này bí thuật giao ra. Nhâm Phi Phàm đoán được chuyện chân tướng, vì vậy mở miệng nói. Diệp Thần đối với lần này sâu sắc cho là đúng, gật đầu một cái. Bọn họ coi như là rõ ràng. Vạn Khư Thần Điện vì sao có thể sử dụng như vậy độc công, nhắc tới vẫn là năm đó Vũ Hoàng Thế Gia che giấu chân tướng. Năm đó sự tình phát sinh, lại có ai biết được. Dựa theo hai người phỏng đoán, ban đầu vẫn là cùng Vũ Hoàng gia tộc người thần bí chặt chẽ liên quan. Bất quá hiện tại, bọn họ lại gặp một vấn đề khó khăn. Vạn Độc Thần Điện độc, từ không có để lại qua giải dược.
Mấu chốt mình độc bia và cổ độc thần mạch tựa hồ đối với này độc cũng không cách nào phá giải. Đây là lưu lại khó giải quyết chuyện. Từ nơi này đạo hơi thở dày đặc trình độ để phán đoán, đây không phải là vạn khư thần điện tuyệt học, hơn nữa vật này vô cùng là khó giải quyết, tầm thường giải dược không cách nào giải khai. Dù là ngươi độc bia, Nhâm Phi phàm giọng, hiếm thấy đổi được ngưng trọng. Hắn nếu là có biện pháp, liền sẽ lập tức ra tay. Nhâm tiền bối, vậy chúng ta nên làm cái gì? Diệp thần không khỏi hỏi. Hắn vậy có chút buồn bực. Hắn đi tới thần độ Uyển Nhi bên người, lần nữa lộ ra luân hồi huyết mạch, tiến vào thần độ Uyển Nhi trong cơ thể. Thông qua loại phương thức này, hắn có thể thấy thần độ Uyển Nhi cả người các nơi, đều có răng đầy màu đen châm nhỏ. Những thứ này màu đen kim, phong bế trên người nàng mỗi cái huyệt vị, khiến cho khí hải bên trong lực lượng không cách nào phun trào. Giữa lúc thần muốn tìm tòi kết quả, lần nữa đi sâu vào lúc đó. Vậy cổ màu đen lực lượng vậy cảm nhận được vậy không an, vội vàng uốn éo, giống như là canh phòng trận địa dã thú, chống cự luân hồi huyết mạch tấn công. Diệp thần hừ lạnh một tiếng, vận dụng cổ độc thần mạch, lại lần nữa thúc đẩy cổ lực lượng này. Hai người tới giữa địa vị ngang nhau, lẫn nhau đối lập. Diệp thần vốn cho là có chút hy vọng, nhưng là vậy đoàn nọc độc lần nữa biến đổi hình thái. Như vậy đổi một lần, để cho Diệp thần trên mình nổi lên tầng nổi da gà, nhanh chóng thu hồi tâm thần. Trực giác nói cho hắn, mới vừa ở một chớp mắt kia, đặc biệt nguy hiểm. Thậm chí hơi lơ là, có thể sẽ thần hồn câu diệt. Tầm thường phương pháp, đối vật này có thể không có hiệu quả. Diệp thần tuy trừ đi vậy một món vờn quanh bên ngoài hắc khí. Nhưng là kế tiếp sền sệt chất lỏng, nhưng giống như là phụ cốt chi thư, xít sao quấn quanh ở thân độ Uyển Nhi thân thể các nơi, Diệp thần muốn trừ vậy trừ không tới. Những thứ này vậy thật khó dây dưa, lại có thể không cách nào loại trừ, so với những cái kia ma đạo hạt giống tới cũng càng khó hơn diệt trừ. Thân độ Uyển Nhi giống như là một cái xác biết đi, ngây ngô đứng ngẩn ở nơi đó, im hơi lặng tiếng. Giống như là đã không còn chi giác như vậy. Diệp thần xoa trán một cái, có chút nhức đầu. Hắn đối với lần này không có cách nào, nếu như cưỡng ép vận dụng luân hồi huyết mạch lực lượng, cháy thân độ Uyển Nhi kinh mạch, chỉ sẽ để cho thân độ Uyển Nhi kinh mạch đứt đoạn, xu hướng tại tử vong. Như vậy kết quả, vô luận là tại hắn, vẫn là tại thân độ Uyển Nhi, cũng là không thể tiếp nhận. Nhâm tiền bối, có thể hay không có chữa trị phương pháp? Uyển Nhi tình huống chừng mực hay. Diệp thần cau mày, không khỏi hỏi. Nhâm Phi phàm yên lặng hồi lâu, tiếp theo vận dụng một phần cự kình thần thụ lực lượng. Hư ảo thần thụ bóng dáng dần dần nổi lên, trong suốt như rừng lá cây trên, tản mát ra từng cái thần quang, phiêu tán tới, xuyên thấu thân độ Uyển Nhi thân thể. Thân độ Uyển Nhi lơ lửng, dương ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, phun ra một đoàn sương mù màu đen. Nhâm Phi phàm chính là nhanh chóng ra tay. Lòng bàn tay phong lôi phun trào, trực tiếp đem hắc khí kia ép tán. Diệp thần chính là đợi tại chỗ, yên tĩnh quan sát hết thảy các thứ này. Ở hắn xem ra, thần độ Uyển Nhi trong cơ thể chất đống không ít màu đen vật chất, dính sền sệt, xem côn trùng vậy ngọa nguậy. Những côn trùng này, cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể thanh trừ. Vô luận là luân hồi huyết mạch vẫn là cự kình lực lượng, đều không cách nào để cho hắn tan đi. Nếu như ta đoán không lầm, này đẳng công pháp, ngưng tụ vạn độc thần điện thiên thương độc công. Diệp thần vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này loại công pháp tên chữ, hắn đối với độc công nghiên cứu ít chi lại càng ít, thậm chí cũng chưa có nghe nói qua có liên quan vạn độc thần điện truyền thuyết. Nhưng chính là như vậy tầm thường độc công, có thể trở thành tông môn bên trong sát chiêu. Giết người tại vô hình, độc người tại không hơi thở. Như vậy lực lượng. Đủ để cho tất cả võ giả cũng ngạc nhiên lộ vẻ xúc động. Nhâm Phi phàm trong lòng có suy đoán. Sợ rằng năm đó, vạn độc thần điện cũng không phải là bị tiêu diệt, mà là bị vũ hoàng gia tộc bí mật khóa, đào đào ra độc công mục đích. Nếu không thì không cách nào nghiên cứu ra như vậy hoàn mỹ độc công. Liền liền Nhâm Phi phàm vậy cầm hắn không có biện pháp chút nào, chỉ có than thở một tiếng. Vạn độc độc tố thập phần cường đại. Đã theo nàng kinh mạch mạch lạc truyền khắp toàn thân. Hơn nữa cùng nàng bổn nguyên lực lượng quấn quanh chung một chỗ, như người xuất thủ cưỡng ép đem gãy, liền sẽ trực tiếp thương tổn tới tánh mạng của nàng. Bành! Vậy dừng lại ở nàng trong cơ thể độc tố, cơ hồ là ở ngay tức thì, giống như nham thạch nóng chảy vậy sôi trào.
thân Đỗ Uyển Nhi cả người thần sắc đổi được cực kỳ vặn vẹo, giống như là thừa nhận cực lớn thống khổ. Nhâm Phi Phàm lúc này thần sắc trầm xuống, hắn thu hồi mình nơi dưới vào vậy đạo lực tính, cùng uy hiếp lại nữa, những cái kia bóng dáng cũng ngoan linh lợi rút về. Quả nhiên là thiên thương độc công. Nhâm Phi Phàm lúc này xác định cửa này độc công tồn tại. Căn cứ Nhâm Phi Phàm mà nói, cửa này độc công, chính là ngày cũ thời đại truyền thừa xuống mạnh mẽ công pháp. Ở đó một rất xa thời đại, từng có vạn độc thần điện đại năng dùng ra môn này độc công, đồ sát thi triệu giảm, máu chảy thành sông, chảy máu trôi lỗ. Vô tận độc uy, bỗng nhiên thành hình, thời điểm đó một cái tinh vực, không cách nào chịu đựng như vậy độc uy, đều đã hủy bỏ. Như vậy cảnh tượng, quỷ Phật thấy cũng được tránh để cho, Diêm Vương tới đều không thu. Nàng trong cơ thể độc công như cũ ở vào hạt giống giai đoạn, hơn nữa trong đó rót vào đặc thù bí pháp, cần phải là do vạn khư thần điện cao thủ trực tiếp thao túng. Liền Nhâm Phi Phàm đều không chắc chắn giải trừ cái này cùng độc tính, nếu như để cho Diệp Thần tới, hơn nữa nguy hiểm. Bọn họ hai người tạm thời chưa từng tìm được đường giải quyết, chỉ có thể buông tha. Diệp Thần không nghĩ tới, ngay tại lúc này, hắn quanh thân có đặng đặng thanh âm truyền tới. Hắn quay đầu nhìn lại, nhưng lại không phát hiện cái gì dị thường. Nhâm Phi Phàm ánh mắt, đột nhiên đổi được sắc bén, hắn ánh mắt tìm kiếm một phen, cuối cùng định cách ở Diệp Thần trên mình. Chợt, đổi được có chút cổ quái. Nhâm tiền bối, người bộ dáng này nhìn ta làm gì? Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Bất quá còn không cùng Nhâm Phi Phàm trả lời, từng trận gió lớn từ bốn phía cuốn tới, cuồn cuộn không ngừng. Mà Diệp Thần mới vừa muốn mở miệng, lại bị một ngọn gió mát chìm ngập, hồ hồ thổi vang, lực lượng phá lệ mạnh mẽ. Gió lốc lớn đạp vừa dày vừa nặng bước chân, ngược dòng lên, ở Diệp Thần ý thức bên trong qua lại không ngừng. Diệp Thần ý thức nặng vào bên trong cơ thể, phát hiện kinh người biến đổi lớn. Nguyên lai là luân hồi mộ địa trong đó sinh ra dị động. Một hồi gió lốc lớn tràn ngập toàn bộ luân hồi mộ địa, vô luận là sơn xuyên con sông vẫn là cánh đồng hoang vu sa mạc, đều là tràn đầy này cùng gào thét phong nhi. Diệp Thần ánh mắt xuyên phá liền những thứ này gió lốc lớn, ở đó không gian lối đi chỗ sâu, có một bóng người chậm rãi đi ra. Cái thân ảnh kia đi gian giống như nhanh như tia chớp khỏe mạnh, hơn nữa bóng người lơ lửng, trên hai vai còn có hai đạo thật nhỏ màu xanh gió cuốn. Một đạo ý niệm truyền vào Diệp Thần trong ý nghĩ. Hỗn độn phong đế. Người này chính là hỗn độn một trong ngũ tử hỗn độn phong đế, thực lực thập phần cường đại. Hắn nắm trong tay hỗn độn nguyên tố gió, có thể nói là thế gian tự nhiên nắm giữ một trong. Hỗn độn phong đế thân thể 10 phần khổng lồ, cho dù là linh thể, vậy chừng 2-30 trượng, hơn nữa hắn người mặc một cái màu xanh áo khoác, hiện đầy như lá cây vậy đường vân. Những văn lộ kia một nhìn qua, liền để cho người sinh ra một loại từ tim lên màng bái cảm. Là ngươi đem ta đánh thức sao? Thằng nhóc giỏi, thực lực cũng không tệ lắm. Hỗn độn phong đế cởi mở cười to, vung tay lên, thì có hơn 10.000 đạo đao gió cuốn tới. Đối với cái này các thủ đoạn, Diệp Thần khá là kinh ngạc. Những cái kia đao gió là chạy về phía hắn mà đến. Thấy một màn này, Diệp Thần diễn cảm nhỏ có biến hóa, chỉ theo thức đổi được chấn định lại. Hỗn độn phong đế ngưng tụ ra đao gió trong đó, cũng không có giết hại ý, vì vậy hắn thản nhiên tiếp nhận. Những cái kia đao gió giống như là phiêu tán lá rơi, xuyên qua Diệp Thần thân thể, dùng trong cơ thể hắn luân hồi huyết mạch kích động cuồn cuộn. Ngươi tên này, là muốn cố ý dò xét một tí hắn tư chất chứ? Yên tâm đi, thằng nhóc này nhưng mà trời xanh lôi tu và lửa tu, đã trở thành hai người chúng ta đồ đệ, không phần ngươi. Hỗn độn viêm đế vậy từ luân hồi mộ bia bên trong đi ra, ngưng tụ thành nhàn nhạt hư ảnh. Hỗn độn lôi đế theo sát phía sau, không nói một lời, khóe miệng nhưng treo nụ cười thản nhiên. Gặp qua ba vị tiền bối, Diệp Thần chắp tay chắp tay. Cùng ta không cần như vậy khách khí, tuy nói ta mới phát giác tỉnh không lâu, nhưng cái này hai ông già, đã đem trước phát sinh hết thảy truyền đạt tại ta. Như nếu không phải ngươi, sợ là chúng ta mấy cái này lão già kia cũng không có hồi phục cơ hội. Hỗn độn phong đế đối với tìm truyền nhân là một, cũng không thế nào cố chấp. Cái này chư thiên vạn giới, phong thuộc tính thiên tài quá khó tìm. Hỗn độn thần gió, đại biểu thế gian hết thảy hệ gió công pháp ngọn nguồn, cũng là thủy tổ. Chỉ có vậy nhất là cao cấp hệ gió thiên tài, mới có thể tiếp nhận hắn truyền thừa.
hỗn độn lôi đế cùng hỗn độn viêm đế sâu sắc cho là đúng. Hỗn độn công pháp là vì khai thiên tích địa, uy lực vô cùng, hơn nữa có 10 phần mạnh mẽ căn nguyên lực. Từ Hồng Mông mới bắt đầu tới nay, không có bất kỳ một người có thể đồng thời hiểu được hỗn độn ngũ hành công pháp. Hỗn độn năm tử, tất cả làm thể hệ, tất cả chế huy hoàng, kéo dài ngàn lâu vạn năm. Bọn họ ba người cùng Diệp Thần hàn huyên trò chuyện sau này, cũng cùng Nhâm Phi Phàm lên tiếng chào. Bất quá nhưng vào lúc này, Nhâm Phi Phàm chợt phát hiện chút không đúng. Diệp Thần nhắm hai mắt, khóa chặt mi, mà ở hắn mặt ngoài thân thể hiện ra từng cơn thanh quang. Hỗn độn phong đế các người xoay đầu lại, thấy một màn này, cũng có chút kinh ngạc. Ta phát ra một đạo xanh đao gió, là muốn dò xét một tí hắn sẽ sinh ra phản ứng gì, nếu như không có bất kỳ dị thường, vậy thì đại biểu không có phân nửa hệ gió công pháp thiên phú, ta nguyên bản còn lấy là thằng nhóc này là không thiên phú. Hỗn độn phong đế há miệng một cái, còn có đôi lời nói không ra lời. Cái khác hai người hỗn độn thần đế, chính là sửng sốt một tí, chợt nhìn nhau, ánh mắt bên trong mang chút nghiền ngẫm vẻ. Diệp Thần trên mình, màu xanh đao gió vần quanh thành hình, chuyển hóa thành từng đạo lưỡi kiếm sắc bén, lại lúc này xoay tròn. Hắn đưa tay chộp một cái, những cái kia màu xanh đao gió tựa như lấy được chỉ thị, rối rít tụ đến, ngưng tụ thành một cái mũi nhọn lộ ra kiếm xanh. Cái này cầm kiếm xanh vô cùng cường hãn, phảng phất là tế tự vật, thời gian đảo mắt khí thế trùng tiêu, không thể ngăn trở. Đông, đang, vậy cầm kiếm xanh bay lên trời, ào ào, tự nhiên thành sông. Ngay sau đó, tức là biến ảo thành một cái chuông lớn, vào lúc ầm ầm nổ vang, bao phủ thiên địa, thần uy cuồn cuộn. Nồng nặc luân hồi lực lượng quấn quanh trên đó, như điện thiểm lôi minh, gió cuốn mây tan, ngay tức thì ngưng tụ thành một cái bàn tay lớn. Diệp Thần mở hai mắt ra, màu xanh ánh sáng giống như là hai miệng bích đàm, điên cuồng chuyển động. Sắc bén kiếm khí, giống như là một cái tuyến, thẳng đứng hướng xuống đem vậy một nơi hư không cho chém thành mảnh vỡ. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, thần sắc biến ảo không chừng, trên người hắn áo khoác lay động vang dội, có gió lớn từ trong thổi qua, mang theo một hồi chấn động hơi thở. Cái khác mấy người cũng có thể nhìn ra được, Diệp Thần đây là đang hết sức thử nghiệm khống chế thanh phong. Mà lúc này, Diệp Thần ý thức trong đó, đang cùng một đạo thật nhỏ xanh nhận sinh ra đối kháng. Muốn xâm lấn ta ý thức, sợ rằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, hắn điều động khí hải trong đó năng lượng, theo kinh mạch, truyền khắp toàn thân, lực lượng mãnh liệt dâng trào ra, nháy mắt tức thì tách thả ra ánh sáng rực rỡ. Tựa hồ là một tòa lò lửa bốc hơi lên lên, đem vậy cầm xanh nhận đốt thành cho tàn. Xoát xoát xoát. Những cái kia xanh nhận phảng phất là phát giác Diệp Thần chống cự, nhất thời bay lên, ngưng tụ thành vô cùng là cường đại cuồng lưu, giống như là tất cả hung mãnh cự thú, đánh ra, nhanh như điện chớp, hướng Diệp Thần xông lên đụng tới. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, hắn đi về trước bước ra một bước, cả người kim quang chợt hiện. Bát bộ phù đồ khí. Những cái kia xanh nhận cùng tám bộ phù đồ kim quang tới giữa, sinh ra kịch liệt va chạm. Trong chốc lát, lại toàn bộ vỡ vụn. Mất đi thành trần. Mà Diệp Thần trong cơ thể chấn động hơi thở, theo tất cả phương hướng quỹ tích, hướng những cái kia xanh nhận trào lên đi. Đổi khách thành chủ. Diệp Thần chủ động đánh ra, thần sắc rửng rưng không sóng. Nhưng hắn nơi phóng thích ra hơi thở, cuộn sạch như sấm, rất nhanh liền thu thập hết liền còn dư lại xanh nhận. Bất quá để cho hắn cảm thấy kinh ngạc phải, những cái kia màu xanh đao gió cũng không có lúc này tiêu tán, mà là hóa là một đạo phong nhi. Nhẹ nhàng bay vào trong cơ thể hắn. Diệp Thần tay áo bảo run một cái liền cuốn lên, những cái kia vô hình phong nhi toàn bộ đưa vào mình trong cơ thể. Nhất thời gió mát vào cơ thể, sảng khoái khoái cảm đập vào mặt. Vô hình tới giữa, hắn tựa hồ phát giác mình hơi thở có tăng cường, nhưng cụ thể là phương diện nào, còn có đợi tra cứu. Cùng hắn quay đầu lại lúc đó, phát hiện bốn tên cường giả đứng đầu đều là đánh giá mình, thần sắc đều có chút cổ quái. Ngạch, các vị tiền bối, các ngươi vì sao như vậy nhìn ta? Diệp Thần nhất thời có chút nghi ngờ. Hắn mới vừa bị vậy đạo thanh sắc đao gió khiêu khích, trong lòng có chút tức giận, liền một mình ra tay, diệt vậy đạo đao gió. Chẳng lẽ nói vậy màu xanh đao gió là làm trọng muốn vật? Hỗn độn lôi đế cười mỉa nhìn hỗn độn phong đế một mắt, chợt mở miệng nói, ngươi mới vừa nói gì tới? Tu luyện hỗn độn thần lôi cùng hỗn độn ngọn lửa người.
không thể nào lại còn hỗn độn thần gió tư chất, lần này ta có thể nói là ngươi sai lầm rồi sao? Hỗn độn phong đế thần sắc biến ảo không chừng, hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Thần lại có tư chất như thế. Hỗn độn viêm đế chính là vui vẻ cười to, vừa là hài lòng, lại là ngạc nhiên. Nhâm Phi Phàm cũng là vẻ mặt tươi cười, trong con ngươi thành tựu xuất sắc phơi bày. Diệp Thần luôn có thể mang cho hắn rất nhiều bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ, nhiều lần đều là như vậy. Hắn rất mong đợi, tên này tiếp theo còn có thể có như thế nào kinh người hành động vĩ đại. Hỗn độn phong đế cuối cùng là thở dài, vẻ mặt có chút phức tạp, ngươi tư chất. Đích xác là trong một vạn không có một, lão phu không thể không phục à. Ba tên hỗn độn thần đế, đều là giống nhau tâm tình. Bọn họ từ hỗn độn mới sinh tới nay, ngang dọc vạn cổ, chưa bao giờ gặp qua như vậy thiên phú chắc tuyệt hậu bối. Có lẽ tiểu tử trước mắt này, có thể độc từ ngày thành lập một cái thời đại. Diệp Thần cũng không nghĩ tới, mình chỉ là chặn lại mấy đạo màu xanh đao gió mà thôi, tại sao lại bị phụng là thiên tài. Hỗn độn phong đế thấy hắn bộ dáng như vậy, không khỏi giải thích một phen. Đến đây, Diệp Thần mới bừng tỉnh hiểu ra. Lúc đầu vậy mấy đạo màu xanh đao gió cũng không phải là thông thường thủ đoạn công kích, mà là hỗn độn phong đế bổn nguyên lực lượng, ai nếu là có thể tiếp, liền đại biểu ai có cùng thanh phong độ phù hợp. Nhưng Diệp Thần không chỉ có dễ như trở bàn tay tiếp theo, còn chiếu ngược một quân, để cho những cái kia màu xanh đao gió biến thành của hắn tu luyện chất dinh dưỡng. Này cùng cử động, có thể nói cao nhân cử chỉ. Thực lực cùng can đảm, thiếu một thứ cũng không được. Nghe lời này, Diệp Thần mới tính rõ ràng. Dĩ nhiên cái này cùng mình thiên phú đích xác có nhất định liên lạc, nhưng lớn hơn liên lạc vẫn là huyết mạch. Trước đây, mình liền nắm giữ phong bi và lăng phong thần mạch. Phong bi lực lượng mặc dù rất ít vận dụng, nhưng đã dung hợp với mình máu tươi và võ đạo bên trong. Hắn bất kỳ cử động, bất kể là vô tình hay là cố ý, cũng sẽ mang theo một chút đặc thù phong thuộc tính. Lão Phu muốn còn muốn tỉnh lại sau đó phải đi tìm một cái truyền nhân, vạn không thể để cho Lão Phu truyền thừa chặn, không nghĩ tới à, không nghĩ tới đắc lai toàn bất phí công phu. Ba tên hỗn độn thần đế vây ở Diệp Thần bên người, ngươi một lời ta một lời, nói đến phần sau, lại vẫn tranh dậy lần tương lai. Hỗn độn viêm đế cùng hỗn độn phong đế tranh chấp không nghỉ, hai người cũng muốn để cho Diệp Thần coi mình ghế thủ lãnh đệ tử. Hỗn độn lôi đế chính là đứng ở một bên, nhàn nhạt mỉm cười. Nhâm Phi Phàm gặp một màn này, hướng Diệp Thần giơ ngón tay cái lên. Diệp Thần cười một tiếng, chợt lại trở nên có chút lo âu. Thân độ uyển nhi tình huống còn không có quyết định, hắn cũng không có tâm tư đi tranh những thứ này. Hỗn độn phong đế thấy Diệp Thần hình dáng, có chút như đưa đám, liền mở miệng hỏi nguyên do. Làm hắn biết được thân độ uyển nhi tình huống sau đó, tới cha xem. Chốc lát sau, hắn thần sắc cũng thay đổi được ngưng trọng. Nàng trong cơ thể độc, giống vậy khởi nguyên từ hỗn độn bên trong, vô cùng làm khó quấn, khó đối phó. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là thần sắc rung lên. Khó đối phó, cũng không có nghĩa là không có thể đối phó. Xem ra còn có hy vọng. Tiền bối nhưng có cách phá giải. Vãn bối rửa tai lắng nghe. Diệp Thần nhất thời nghiêm giọng hỏi. Hỗn độn phong đế trầm tư hồi lâu, chợt chậm rãi mở miệng nói, ở đó hỗn độn niên đại, ta đã từng gặp được người chúng này độc người, thân thể các nơi toàn bị chiếm cứ, hoàn toàn trở thành cái xác biết đi. Hắn miêu tả triệu chứng, cùng Diệp Thần phát hiện giống nhau như đúc. Chính là có người đem cái này cùng độc pháp thi tới thân độ uyển nhi trên mình, làm kỳ thành là con rối, không cách nào nhúc nhích. Vì vậy mới xuất hiện phía dưới loại chuyện này. Hỗn độn phong đế tiếp tục nói, sâu nặng này độc nhưng mà một vị tinh không đại năng, hắn lúc ấy ở trở thành con rối trước, cũng đã đụng phải liền chưa gặp nhiều trắc trở, vì vậy như vậy độc pháp, chưa từng trong vòng thời gian ngắn đem linh trí của hắn chiếm đoạt. Sau đó hắn tìm lần tinh không vũ trụ, cũng không có thể tìm được biện pháp giải quyết. Mà độc công đã ăn mòn đến hắn tâm thần chỗ sâu. Hỗn độn phong đế nói tên kia đại năng, năm đó uy chấn toàn bộ tinh không, giết lần vũ trụ không địch thủ. Chỉ bất quá sau đó bị kẻ gian làm hại, chúng như vậy độc pháp. Cho dù là hắn, cũng không cách nào tự mình loại trừ, chỉ có thể khắp nơi tìm kiếm đường giải quyết. Cuối cùng, tên này đại năng tới một nơi tinh không cổ, gặp được một viên đản xanh vu hồng mông bên trong cổ thụ. Hỗn độn cổ thụ. Cây này chính là giữa trời đất sớm nhất sinh ra thần thụ một trong, so với năm tháng,
sợ rằng còn muốn so hỗn độn ngũ đế sớm hơn. Hắn uống hỗn độn cổ thụ trái cây, từ đó thoát khỏi như vậy độc pháp dây dưa. Diệp Thần vừa nghe, trong lòng nhất thời dấy lên hy vọng. Hỗn độn phong đế nếu nói ra hỗn độn cổ thụ, vậy thì nhất định biết hắn sở tại. Đối với Diệp Thần mà nói, đây chính là không thể có nhiều cơ hội. Tiền bối, ngài có biết vậy hỗn độn cổ thụ hiện tại người ở chỗ nào? Diệp Thần vội vàng hỏi. Hỗn độn phong đế gật đầu một cái, lại lắc đầu. Ta biết cây cổ thụ này hiện tại còn tích trữ hậu thế lúc đó, chỉ bất quá sẽ không dễ dàng lộ mặt thôi, nhưng địa điểm cụ thể ta cũng không biết, chỉ có thể điều tra được đại khái vị trí. Sau đó hỗn độn phong đế nói ra hắn chỉ đại khái phạm vi, nhất thời để cho Diệp Thần thất kinh. Bởi vì theo như lời hắn đại khái phạm vi ở vào hai nơi tới giữa. Chính là nơi này, cùng luân hồi thiên kiếm chỗ ở vùng biển tới giữa. Là ngươi tản ra cái này đạo hơi thở đem ta đánh thức, vì vậy ta cũng gặp được trên con đường này một ít hình ảnh, trong đó thì có hỗn độn cổ thụ. Hỗn độn phong đế, nói như vậy. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, bày tỏ như vậy. Thì ra là như vậy. Diệp Thần nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, chợt lại nhanh chóng đem mình đầu óc bên trong nơi niêm phong hình ảnh điều ra. Vậy một cái hắc ám thâm trầm cổ lộ, đi thông luân hồi thiên kiếm chỗ ở vùng biển, thời gian còn không biết muốn gặp phải nhiều ít gian nan hiểm trở. Nhưng hỗn độn phong đế nói hỗn độn cổ thụ, chính là ở con đường này trên. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đi trước nơi này, tìm một phen. Căn cứ hỗn độn phong đế mà nói, nếu như muốn nếu trừ đi thân độ uyển nhi trong cơ thể thần bí độc tố, liền được hái hỗn độn cổ trái trên cây, thành tựu giải dược, phân giải uống. Diệp Thần thu được một ít có liên quan hỗn độn cổ thụ tin tức sau đó, liền quyết định đi nơi đó tìm cổ thụ bóng dáng. Một là vì đạt được hỗn độn cổ thụ trái cây, cứu chữa thân độ uyển nhi, thứ hai là tìm luân hồi thiên kiếm, tăng cường mình thực lực. Vô luận như thế nào, chuyến này hắn là đi định. Ba tên hỗn độn thần đế đều là thuộc về hồn thể trạng thái, không cách nào ở bên ngoài lưu lại quá lâu, qua không lâu, liền rối rít trở lại luân hồi mộ địa. Lúc này, Diệp Thần nhìn về phía Nhâm Phi Phàm. Người sau dĩ nhiên biết Diệp Thần muốn làm gì, vì vậy gật đầu một cái, nói, ngươi nếu như muốn qua bên kia, liền được trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, lấy ứng đối vạn cách biến hóa. Đúng. Diệp Thần sâu sắc cho là đúng. Dọc theo con đường này, nhất định là vạn phần gian khổ, tùy thời cũng có thể gặp phải đột phát nguy hiểm. Diệp Thần trở lại tổ địa sau đó, hơi làm chỉnh đốn, chuẩn bị hai ngày liền phải lên đường, chạy tới luân hồi thiên kiếm chỗ ở vùng biển. Kỷ Tư Thanh nghe chuyện này sau đó, chạy tới Diệp Thần chỗ ở động phủ, muốn cùng hắn cùng đi. Bất quá lần này, Diệp Thần nhưng là cự tuyệt. Luân hồi thiên kiếm lực tàn phá, không phải chuyện đùa. Hơn nữa hắn cùng luân hồi thiên kiếm tới giữa có số mệnh liên lạc, khí vận bàng thân, chém không ngừng, lý còn loạn, mà Kỷ Tư Thanh thành tựu hắn kiếp trước bầu bạn, cũng ở đây trình độ nhất định tham dự vào trong đó. Hai cổ khí vận dây dưa chung một chỗ, không biết sẽ sinh ra dạng gì biến cố. Từ mặt khác mà nói, Kỷ Tư Thanh tốt nhất là ở lại Bắc Mãng tổ địa, đem tự thân thực lực chưa đủ tu luyện song nguyên, cùng thần La Thiên Kiếm tiến hành dung hợp. Kỷ Tư Thanh thần sắc hơi có thất vọng, nhưng nàng tôn trọng Diệp Thần quyết định. Diệp Thần sờ một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, theo vung tay lên, nguyện vọng thiên tinh nổi lên, đem nơi này không gian bọc. Kỷ Tư Thanh đương nhiên biết rõ Diệp Thần muốn làm gì, lúc này mặt nhỏ đỏ lên. Ngươi! Nàng nói còn chưa kịp nói ra miệng, liền bị kìm nén trở về. Một tấm nóng bỏng môi in lên. Lúc này không tiếng động thắng có tiếng. Liền củi lửa cháy bừng bừng, vừa đụng thức đốt. Chỉ tiếc cái này đầy đình cảnh sắc, không người có thể gặp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 370.